like rồi đi nha, hai bà xong ca đi. Hai bà hát không có liên quan lời luôn. Nick của mày sao bao nhiêu tháng mở ra được không? Nick nhãn lem của mày chắc tầm ba mươi tầm một tháng. Dạ. Bởi em vô thử luôn thì lâu quá rồi chưa lại mà mới tháng. Mới khóa một sách à? Một sách, sách hai cũng hai sách nó khó bàn tay luôn. Hình bữa khó hai sách là nó không có chỗ để trợ giúp mở lại đúng không? Cái này cũng vậy luôn. Kiếm vô trợ giúp nó không cho. Vậy em chào chị Bảo Ngọc nè. Chào chị Hoàng Lê nha. Em chào chị Huỳnh Vy nè. Xem like chấm bài lên giùm em đi mấy chị ơi. Chấm chấm lên giùm em qua nha. Em chào chị Trần Nhi nha. Xem like chấm bài lên giùm em đi mấy chị. Chấm chấm lên giùm em qua nha. Trời nói ra chắc ta đi lập nick mới đi chơi mẹ. Hơi chua nha, bây giờ làm cái mới thì hơi chua nha. Con chào cô Hoàng Tiệm nha, mấy chị xem like chấm bài lên giùm em nha mấy chị ơi. Chấm chấm lên giùm em cho nó có tương tác nha. Con chào chị Nguyễn Dương nè. Tối nay like cuối nha mấy chị ơi, chị nào mà chưa đủ đơn thì cố gắng chọn thêm giùm em với nha. Sáng mai em chúc đơn mấy chị. Cố gắng chọn thêm giùm em với nha mấy chị ơi. Em chào chị Huỳnh Ba nè. Chào chị Bích Lê Thị nha. Em lên. Còn vải quốc, đổ ra luôn. Đã ra nữa đổ mới đi. Ừ. Ơi, chưa gì lấy đâu lên gì đâu. Em lên cho mấy chị Mạnh Mango đầu la nè mấy chị ơi. Mango Hoa Nhi giúp em với nha. Lấy Mango thì chốt với giúp em với nha. Mango em còn được 1 mét mấy chị. 1 mét Mango Nhi xanh nè. Lấy mango thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi, chắc mango bao điệp cho mấy chị luôn. 1 mét mango nha. 1 mét này là 17.000, ai lấy mango thì chốt lên giùm em hả? 17. Mango 17.000 giùm em với nha. Cái này em có được 2 mảnh mấy chị. Chị nào mà lấy về ráp lại may thành bộ thì chốt lên giùm em mã 17 2 mảnh nha mấy chị ơi. Không thì may áo 1 mảnh nha. Chốt 17.000 2 mảnh để may đồ nha bộ nha mấy chị ơi, lấy thì chốt lên giùm em mã 17 nè. 1 mét 17.000 giùm em với nha. Em chào chị ở Vile nè. 17.000, ai lấy mango hoa thì chốt lên giùm em mã 17. Mango hoa 17.000 giùm em với nha. Em còn mảnh lụa đốm á chị ơi, đốm giùm em với nha. Thế rồi, lấy chút áo không nè. Đốm này em cũng còn đủ áo nha chị ơi, 1 mét đốm đủ áo này, chắc co dạng mạnh cho chị luôn. Đốm màu xanh lá nha, rất là lạ luôn quý chị. Lấy đốm thì chốt lên giùm em với nha. 1 mét 20.000, ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 20. Em chào chị ở Ngân Trần nè. 20.000 đốm á chị ơi, đốm 20.000, màu lạ giùm em với nha. Lấy chốt lên giùm em mã 20. 20.000. Không còn mảnh lụa lá mấy chị. Lụa lá giùm em với nha. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em với nè. Dạ em cảm ơn chị Ngân Trần nè. Em còn được 1m8 mấy chị ơi, 1m8 lá nha. Lá chấm 100D co dạng mạnh cho mấy chị luôn. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em với nè. Lá mấy chị, 1m8 lụa lá nha. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em. 1m8 32.000, ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 32. Lá 32.000 giùm em với nha mấy chị, lấy lá thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 giùm em với nha, lá 32.000 mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32.
32.000 lá nha. Lá 32.000 rất là đẹp luôn nè. Lá đi chốt lấy giùm em mã 32. 32.000 giùm em với nha. Một mét tám 32.000 giùm chị. Lá rất là đẹp luôn nè. Lấy đi chốt lấy giùm em mã 32. Em còn mảnh lụa Hawaii mấy chị ơi, lụa Hawaii. Lụa Hawaii sọc chéo giúp em với nha. Lấy lụa Hawaii thì chốt lấy giúp em với nè. Em chào chị Nga Mỹ nè. Lụa Hawaii sọc chéo này em còn được 2 mét luôn mấy chị ơi. Chắc lụa Hawaii siêu nhẹ cho mấy chị luôn. Siêu nhẹ luôn mấy chị. Lấy sọc chéo thì chốt lấy giúp em với nha. 2 mét sọc chéo mấy chị. 2 mét này là 23.000. Ai lấy sọc chéo thì chốt lấy giúp em mã 23. Sọc chéo 23.000 giúp em với nha. Chắc luôn. Lụa Hawaii siêu nhẹ cho mấy chị luôn, lấy đi chốt lấy giùm em mã 23 nha. 2 mét mình chỉ có 23.000 thôi mấy chị. Em chào chị ở trường Phạm nè. 23.000 giùm em với nha. Lấy sọc chéo thì chốt lấy giùm em mã 23 đó chị. 23.000 giùm em với nha. 23.000. Em còn mảnh lụa hoa to mấy chị ơi, lụa hoa to giùm em với nha. Ai lấy lụa hoa to thì chốt lấy giùm em với nè. 32 cho chị Bảo Ngọc nha. Lụa hoa to này em còn được 3 mét mấy chị, 3 mét lụa hoa trắng 100D co dạng 4 chiều cho mấy chị luôn. Lấy lụa hoa to thì chốt lên giùm em với nha. 3 mét lụa hoa mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với này, 3 mét. 3 mét này là 54.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 54. Hoa 54.000 giùm em với nha. Lụa hoa 54.000 mấy chị, chắc co dạng mạnh cho mấy chị luôn. 3 mét 54.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 54. 54.000 3 mét nha. Lấy chốt lên giùm em mã 54 mấy chị. 54.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 54. 54.000 giùm em với nha. Em còn mảnh von nhí đen mấy chị. Von nhí đen giùm em với nha. Ai lấy nhí đen thì chốt lấy giùm em với nè. Nhí đen mấy chị. Nhí đen này em còn được 2 mét luôn. 2 mét nhí đen nha. 10 ốc. Ai lấy nhí đen thì chốt lấy giùm em với nha. 2 mét. Ai cạo lượm cho mình làm gì? 2 mét 26.000. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 2654 cho chị Hoàng Lê nè. 26.000 nhí đen nha. Lấy nhí đen thì chốt lên giùm em mã 26 với chị. 2m 26.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 26. Mango nhí gì mà chị ơi? Mango nhí hồng giùm em với nha. Dạ em cảm ơn chị Nga Mỹ này. Vải đẹp thì ủng hộ em tiếp nha chị ơi. Em còn mảnh mango nhí đỏ này. Mango nhí đỏ này em còn được 1m nha. 1m mango nhí đỏ mà chị. Mango rất là đẹp luôn. Lấy mango nhí thì chốt lên giùm em với nha. 26 cho chị Bảo Ngọc này. Mango nhí đỏ 1m đủ lên áo, không thì lên đầm cho bé mấy chị, rất là xinh luôn. 1m 15.000, ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 15 nha. Mango 15.000 mấy chị ơi, lấy thì chốt lên giùm em mã 15. Mango nhí 15.000 1m nha. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 15 mấy chị, 15.000. Em còn mảnh von hoa loan mấy chị. Von hoa giùm em với nha. Này von tơ mấy chị ơi, von tơ rất là nhẹ luôn. Lấy von tơ hoa thì chốt lên giùm em với nha. Tơ hoa này em còn được 4,5m mấy chị, 4,5m tơ hoa nha. Lấy hết thì chốt không thì kèm mét lên giùm em mấy chị ơi. Lấy một cái đầm rất là xinh luôn. Lấy tơ hoa thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. 4,5m nè. 15 cho chị Hoàng Thị nè. Thì chốt nó giùm em nha mấy chị ơi, tơ hoa giùm em, nãy giờ có mình Hoàng Lê chốt chứ ai chốt đâu. Tơ hoa 50.000 mấy chị, ai lấy tơ thì chốt nó giùm em mã 50. Tơ 50.000 giùm em với nha mấy chị ơi, tơ siêu nhẹ cho mấy chị luôn, 4,5m mà chỉ có 50.000 thôi mấy chị. Lấy hết thì chốt không thì kèm mét lên giùm em với nha. Tơ hoa mấy chị ơi rất là đẹp luôn nè. Lấy thì chốt nó giùm em mã 50. 50.000 giùm em với nha. 15 em còn một mảnh cho chị Bảo Ngọc này. 15 tơ hoa 50.000 mấy chị, lấy tơ thì chốt lấy giùm em mã 50. Em còn mảnh mango nữa nè mấy chị ơi. Mango giùm em với nha. Dạ tơ 2m cho chị Vi Lê nè. Mango hoa mấy chị ơi, mango hoa giùm em với nha. Mango hoa này em còn được 1m mấy chị ơi, 1m mango nè. Lấy mango thì chốt lấy giùm em với nha. 1m mango nhí mấy chị. 1m mango này là 16.000, ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 16 nha. 16.000 giùm em nha mấy chị ơi, 16.000. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 16, 50 em còn một mảnh cho chị Hoàng Thiện nè. Em chào chị Dương Huệ Sang nè.
16.000 mango nha, mấy chị lấy mango thì chốt lên giùm em mã 16 nha. Em còn mảnh sa tinh hoa mấy chị ơi. Sa tinh hoa này em còn được 1,5 m nha. 1,5 m sa tinh hoa này, 16 cho chị Nguyễn Dương này. Có vải sọc màu đỏ không? Dạ không có nha chị Nguyễn Thị Thủy ơi, em không có vải sọc màu đỏ nha chị. Em chỉ có vải sọc hồng ở trên này nè chị ơi, cái này sọc hồng này chị. Sọc hồng thì em có chứ sọc đỏ em không có nha chị ơi. Chọn thêm giùm em nha chị Nguyễn Dương ơi, chọn thêm giùm em cho đủ đơn, có đơn không? Sa tinh mấy chị ơi, sa tinh hoa giùm em với nha. Sa tinh hoa này em còn được 1,4 m nè, 1,4 m sa tinh hoa nha chị. Ai lấy sa tinh thì chốt lên giùm em với nha. À, 26.000 mấy chị, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26 nha. Sa tinh 26 ngay giùm em với nha. Chết rồi, hết hồn mày. Lấy sa tinh thì chốt lên giùm em mã 26, 1,4 m 26 ngay mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26 nha. Sa tinh hoa 26 ngay 1,4 m thôi nha mấy chị ơi, 1,4 m nha. 26 cho chị Nguyễn Dương này. Dạ em có số của chị rồi chị Nguyễn Dương ơi. Hôm nay em like để dùng đơn trước đó chị. Em like dùng đơn trước nha. 16 em hết rồi nha chị ạ. Vi Lê chọn mảnh khác giúp em với nha. Em còn mảnh lụa phụ satin bell á chị ơi. Satin bell này em còn được 2,5 m nha. 2,5 m satin bell có vải quần tây không ạ? Dạ không có nha chị ạ. Thanh Tuyền ơi, em không có bán vải quần tây nha. 2,5 m satin bell này okay, ai bell thì chốt lên giúp em với nha. Ai gì chúng nó luôn. 2,5 m bell á chị. 2,5 m này là 42.000 nha. Ai lấy bia thì chốt lên giùm em mã 42 mấy chị ơi. Bia 42.000. Lấy chốt lên giùm em mã 42. 42.000 giùm em với nha. 42.000. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi. Lụa hoa, hoa rất là xinh luôn nè. Hoa này em còn đủ áo thôi nha. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi. 1 m. 1 m lụa hoa này. Hoa này lên áo rất là xinh luôn mấy chị. Lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha. 1 m hoa. 1 m này là 21.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 lụa hoa giùm em nha mấy chị ơi, 21.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 21, lên một áo rất là xinh luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 1 m nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 21. 21 cho chị Nguyễn Dương này, 21 em mét nha. Con thấy nha cô Hoàng Thiện chọn mảnh khác giùm con với nha. Em còn mảnh gấm đen với chị. Gấm đen giùm em với nha. Gấm đen này em còn được 2 m. 2 m gấm, ai lấy gấm thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Gấm họa thiết ảnh này. Lấy gấm thì chốt lên giùm em 21 em hết nha mấy chị ơi. Chọn mảnh khác giùm em với nha. 21 này, 2 m này là 35.000 mấy chị. Lấy gấm thì chốt lên giùm em mã 35. Gấm 35.000 giùm em với nha. Chị nói gì vậy? Chị ơi, ai lấy gấm thì chốt lên giùm em mã 35 nha. Tôi tưởng nó gãy móng rồi chứ. 35.000 mấy chị. Út cũng sợ gãy móng. Lấy trời. Lấy gấm thì chốt lên giùm em mã 35 nha mấy chị ơi, 2 m 35.000. Lấy thì chốt lên giùm em với nha. Em còn mảnh lụa hoa chùm mấy chị. Lụa hoa chùm giùm em với nha. Em chào chị Bảo Diệp này. Lụa hoa chùm này em còn được 1,6 m nha mấy chị ơi. 1,6 m lụa hoa này. Hoa chùm giùm em với nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mấy chị. 1,6 m hoa. 1,6 m này là 22.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 1,6 m nha. Hoa chắc lụa giấy siêu nhẹ cho mấy chị luôn. 22.000 nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 22 mấy chị. Lụa hoa 22.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22. 22 cho chị ở Vi Lê này. Em còn mảnh mango lon mấy chị. Mango lon giùm em với nha. Ai lấy mango lon thì chốt lên giùm em với nè. Mango lon này em còn được 2 m. 2 m mango lon nha. Màu nhã mấy chị, lên cái chân váy rất là xinh luôn nè. Lấy mango lon thì chốt lên giùm em với nha. 2 m mango. 2 m này là 36.000, ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 36. Mango lon 36.000 lên chân váy rất là xinh luôn mấy chị, lấy thì chốt lên giùm em mã 36 nha. Mango 2 m 36.000 mấy chị. Chất dày dạng đẹp cho mấy chị luôn 36.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 36. Em còn mảnh lụa trái tim mấy chị. Lụa trái tim màu xanh lá nha, ai lấy lụa trái tim thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. Lụa trái tim này em còn được 2 m nha. 2 m lụa trái tim chắc co dạng cho mấy chị này. Lấy lụa trái tim thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. 2 m. 2 m này là 38.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 38. 2 m lụa trái tim 38.000 mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 38 nha. 38.000 giùm em mấy chị ơi, lụa trái tim 38.000. Lấy thì chốt lên giùm em với nha, chắc co dạng đi cho mấy chị luôn 38.000.
lấy đi chốt với giúp em thôi nha. Em còn mảnh setting may đồ cho bé mấy chị. Setting họa tiết con mèo may đồ cho bé nha, mèo kích ti mấy chị ơi. Setting hàng mềm rũ đẹp cho mấy chị luôn, lên đồ rất là mát luôn mấy chị. Cái này em còn được 2 mét nè. Lụa trái tim 38 cho chị Hạnh Vũ nè. Lên số điện thoại giùm em nha chị ơi. Lên số điện thoại để em lưu đơn cho chị nha. 33.000 mà chị ai lấy setting mèo thì chốt lên giùm em mã 33 nhân mèo chất ti mấy chị ơi, lên đồ cho bé bao xinh luôn. Chất setting hàng mềm rũ đẹp cho mấy chị luôn. 32.000 nha. 33 luôn. 33.000 2 mét mấy chị. 32.000 2 mét giùm em với nha. Dạ ok em thấy số đi. Chọn thêm giùm em nha chị ơi, chọn tầm 3-4 mảnh là đủ đơn rồi chị. Với lại hôm nay like cuối rồi nha, nên là mấy chị cố gắng chọn đủ đơn giùm em để mai em chốt đơn luôn nha. 32.000 2 mét giùm em với nha. Lấy chốt với giùm em mã 32 mấy chị. Cái này lên đàm ngủ rất là mát luôn nè. Lấy chốt với giùm em mã 32. 32 giùm em với nha. Em còn mảnh von dập ly mấy chị. Von dập ly hoa nha. Von dập ly hoa này em còn được 2 mét 2 nè. 2 mét 2 dập ly hoa mấy chị ơi. Lót lên một cái đầm 3 sen luôn. Lấy dập ly hoa thì chốt với giùm em với nha. 2 mét 2 mấy chị. 2 mét 2 này là 38.000, ai lấy dập ly thì chốt lên giùm em mã 38 nha. Dập ly 38.000 nha mấy chị ơi, lấy dập ly thì chốt lên giùm em mã 38 nè. 2 mét 2 38 nha giùm em với nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 38 mấy chị, dập ly lên một cái đầm đó là xanh luôn. 38.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 38. Mango hoa này mấy chị ơi, mango hoa nha. Ai lấy mango hoa thì chốt lên giùm em với nè. Mango hoa này em còn đủ áo mấy chị ơi, 1 mét mango. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em với nha. Mango nhí mấy chị, 1 mét. 1 mét 15 ngàn, ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 15. Mango nhí 15 ngàn giùm em với nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 15 mấy chị. Mango 15 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em với nha. Em còn mảnh họa tiết mấy chị ơi, họa tiết chân hai đầu cho mấy chị luôn. Ai lấy họa tiết chân hai đầu thì chốt lên giùm em với nha. Chân hai đầu chắc 100D co giãn mấy chị. Cái này em còn được 1 mét rưỡi nha. Chân hai đầu họa tiết mấy chị ơi, lấy chân thì chốt lên giùm em 15 cho chị Nguyễn Dương này. Chân hai đầu 27.000 mấy chị. 1 mét rưỡi 27.000, ai lấy chân thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 chắc co giãn cho mấy chị nha. Họa tiết chân hai đầu 27.000 mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 giùm em với nha. Chân 27.000. Lấy thì chốt lên giùm em. Mango đồ này mấy chị ơi, mango hình con bướm nha. Mango hình con bướm mấy chị. Lấy mango thì chốt lên giùm em với nha. Mango hình con bướm này em còn được 2 mét luôn này. 2 mét mango bướm nha. Ai lấy mango bướm thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi, 2 mét. 2 mét 32 ngàn, lấy bướm thì chốt lên giùm em mã 32. Bướm 32 ngàn giùm em với nha. Lấy bướm thì chốt lên giùm em mã 32 mấy chị. 2 mét 32 ngàn này chắc mango đẹp cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32 ngàn giùm em với nha. Mango 32 ngàn mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị ơi, lụa hoa giùm em với nha. Hoa này mấy chị lên một cái đầm này rất là xinh luôn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha. Lụa hoa này em còn được 1m8 mấy chị, 1m8 lụa hoa nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha mấy chị, 1m8. 1m8 này là 23.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 hoa giùm em với nha. Hoa 23.000 này. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 giùm em với nha. Hoa 23.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 giùm em với nha. Hoa 23.000. Còn không? Coi thử. Thấy ngay kích cỡ nó như thế nào. Mango hoa nhí mấy chị ơi, mango hoa nhí giùm em với nha. Sao cái này đi? Cái này ít hơn nữa nè. Từ cái đó đây. Chắc là bữa rác vô trong con mây. Bên đó. Nói đi. Anh cứ còn đưa để mấy đồ cho bé đó. Mango nhí nhưng mà chị ơi, ai lấy mango thì chốt lên giùm em với nha. Bỏ đi nha. Mango nhí này em còn được 1 mét mấy chị ơi, 1 mét mango. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em với nha. 23 hả? Hoa 23 cho chị Hạnh Vũ này. Mango nhí 1 mét nha mấy chị ơi, 1 mét 17 ngàn. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 17. Mango nhí xanh 17 ngàn giùm em với nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 17 này. 17.000 là tưởng là có một cái dài chứ hai cái nhỏ xíu. Thôi đâu mà gì. Em còn mảnh lụa lá nữa chị không? Nhặt nhiều nha.
Mày thấy hợp không? Hợp. Không hợp đúng nhau nha. 17 cho chị ạ. Nguyễn Dương nè. Em còn mảnh lù lá mấy chị ơi, lá này em còn được 1m7 nha. 1m7 lá chắc co dạng mạnh cho mấy chị luôn nè. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em rồi nha. 1m7 lá mấy chị. 1m7 này là 30.000, ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 lá giùm em với nha. Lá 30.000 mấy chị. Lá này em còn được 30 nha. 1m7 30.000 chắc siêu dạng cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 giùm em với nha. Măng gồn nhí này em vẫn còn được một mảnh nữa nha mấy chị. Nãy chị nào chưa chốt được thì chốt lại giùm em với nha. Em vẫn còn được một mảnh nữa nha mấy chị ơi. Măng gồn nhí hồng này em còn được 1 mét luôn nè mấy chị. 1 mét nhí măng gồn nha. Măng gồn nhí mấy chị. 1 mét lấy măng gồn thì chốt lại giùm em. Nãy chị nào mà chưa chốt được thì chốt lại giùm em với nha. 1 mét 15.000 mấy chị. Ai lấy măng gồn nhí hồng thì chốt lại giùm em mã 15. 15.000 nhí hồng giùm em nha mấy chị ơi. 15.000 lấy nhí hồng thì chốt lên giùm em mã 15. 15.000 giùm em với nha. Nhí 15.000 mấy chị. Em còn mảnh sa tinh hoa mấy chị ơi. Sa tinh hoa giùm em với nha. 30 hả? 30 cho chị Hạnh Vũ nè. Sa tinh hoa mấy chị. Ai lấy sa tinh hoa thì chốt lên giùm em với nha. Sa tinh hoa này em còn được 3,5 mét luôn mấy chị. 3,5 mét sa tinh hoa. Ai lấy sa tinh hoa thì chốt lên giùm em với nha. 3,5 mét lấy hết thì chốt, không thì chia đôi ra giùm em nha mấy chị. 3,5 mét. 3,5 mét này là 49.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 49. 49.000 3,5 mét giùm em với nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia đôi ra giùm em với này. Mày lấy nè, không lấy. 49.000 3,5 mét nhân lấy hết thì chốt, không thì chia đôi ra giùm em là sao? Ghét màu hồng, ghét màu hồng hả? 49 cho chị ở Villa nè. 49 này em còn nè mấy chị ơi. Chị nào muốn lấy thì kèm mé lên giùm em với nha. Em còn được 2 mảnh rồi mấy chị. Em còn mảnh tầm gãy nè. Tầm gãy hoa này em còn được 1m2 nha. Chắc tầm gãy lên áo rất là mát luôn mấy chị. Lấy tầm gãy hoa thì chốt lên giùm em 1m2 mấy chị ơi. 1m2 này là 25.000. Ai lấy tầm gãy thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 giùm em với nha. Hoa 25.000 mấy chị. 1m2 25.000 nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 giùm em với nha. Mango mấy chị ơi. Mango sọc giùm em với này. Mango sòng này em cũng còn được 1m2 luôn nha. Chắc mango bao đẹp cho mấy chị luôn. 25 cho chị Villa này. Mango sọc mấy chị. Ai lấy sọc thì chốt lên giùm em với nha. Mango 27.000. Lấy mango sọc thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 mango giùm em với nha. Mango 27.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 giùm em với nha. Em còn mảnh lụa họa tiết mấy chị. Lụa họa tiết giùm em với nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nè. Họa tiết này em còn được 2m. 2m họa tiết co dạng 4 chiều cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt lên giùm em với nha. 27 cho chị Nguyễn Dương nè. 2m này là 39.000. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 39 nha. 39.000 họa tiết giùm em mấy chị ơi. Họa tiết 39.000 chắc siêu dạng cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã. Không gồ hả? 27 đó em phép nha chị Vile. Chọn mảnh khác giùm em 39.000 mấy chị ơi. Lấy sọc, lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 39 nha. 39.000 giùm em nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 39. Em còn mảnh dập ly mấy chị ơi. Dập ly caro nha. Ai lấy dập ly thì chốt lên giùm em với nè. Dập ly caro mấy chị. Em chào chị Văn Thanh nè. Mango dập ly này em còn được 2,5 mét mấy chị ơi. 2,5 mét mango dập ly nha. Ai lấy dập ly thì chốt lên giùm em nha mấy chị. Chắc mango dày dạng đẹp cho mấy chị luôn. Mango dập ly nha. 2,5 mét 2,5 mét 71.000. Ai lấy dập ly thì chốt lên giùm em mã 71. 71.000 dập ly giùm em với nha mấy chị ơi. 71.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 71. Lên vải một màu sau đi em. Sau đó nó chỉ có được 1-2 khúc thôi chị ơi. Nên là chị muốn màu nào thì chị chọn đi để em lên cho chị luôn nha chị. Ở xà của em nó chỉ có một ít thôi chị ơi. Lấy chốt nó giùm em mã 71 nha mấy chị. 71 nha giùm em với nha. Lấy ra mấy cái vải bên kia đi. 71 cho chị Hạnh Vũ này. Mấy cái màu qua vô quanh nha. Với lại hai cái này nữa nha. Em còn mảnh lụa đốm mấy chị ơi. Lụa đốm giùm em với nha. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em với nè. Đốm này em còn được 2m mấy chị. 2m đốm chắc 100D co dạng mạnh cho mấy chị luôn. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em với nha. 2m đốm mấy chị.
2 mét này là 36 ngàn. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 36 ngàn. Đốm 36 ngàn giùm em nha mấy chị ơi. Đốm 36 ngàn như vậy. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 36 nha. Đốm 36 ngàn giùm em mấy chị. Đốm 36 ngàn. Mango đen này mấy chị ơi, mango đen nha. Mango đen này em còn được một mảnh này. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em với nha. Mango đen này em còn được 2 mét mấy chị ơi, 2 mét mango. Lấy mango thì chốt lên giùm em với nha. 36 cho chị Hoàng Vũ nha. 2 mét mango này là 38 ngàn mấy chị. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 38 nha. Mango đen 38 ngàn giùm em. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 38 nha mấy chị. Mango 38 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em với nha. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị. Lụa hoa hồng giùm em với nha. Ai lấy lụa hoa hồng thì chốt lên giùm em với nè. Lụa hoa này em còn được 1m7. 1m7 lụa hoa nhan hoa rất là xinh luôn. 38 cho chị Hành Vũ này. 1m7 hoa nha. 1m7 32 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 32. Hoa 32 ngàn giùm em với nhan hoa rất là xinh luôn mấy chị. 32 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 32. Tầm ướt mấy chị ơi. Tầm ướt xanh rêu đậm nha. Lấy tầm ướt rêu đậm thì chốt lên giùm em. Cái này em còn được 1m6 mấy chị. 1m6 xanh rêu đậm giùm em với nha. Tầm mấy chị ơi, tầm ướt giùm em với nha. Ai lấy tầm thì chốt lên giùm em. 1m6 này chỉ có 28 ngàn thôi mấy chị. Lấy tầm ướt thì chốt lên giùm em mã 28 nha. 1m6 28 ngàn giùm em mấy chị ơi. Xanh rêu đậm giùm em với nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 28. Sao hai mấy, hai màu khác nhau vậy. Lấy thì chốt lên giùm em mã 28 mấy chị. 28 ngàn giùm em với nha. Em còn mảnh lụa họa tiết mấy chị ơi, lụa họa tiết giùm em với nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nè. Họa tiết này em còn được 2m2 mấy chị. 2m2 họa tiết chắc co dạng mạnh cho mấy chị luôn. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. Nguyễn Trang hả? 28 cho chị ở Vi Lê nè. Dạ ngày mai em mới chốt đơn nha chị Nguyễn Trang ơi. Ngày mai em mới chốt đơn nha chị ơi. 41 ngàn mấy chị, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 41, 28 em còn một mảnh cho chị ở trên mai này. 41 ngàn 2m8 giùm em, 41 ngàn 2m5 mấy chị, lấy thì chốt lên giùm em mã 41, 2m2 chứ. 41 ngàn 2m2 giùm em với nha, lấy họ tiếp thì chốt lên giùm em mã 41 mấy chị, tại nhìn số 28 mấy chị. 41 ngàn 2m2 giùm em với nha, lấy họ tiếp thì chốt lên giùm em mã 41 mấy chị, 41 ngàn giùm em với nha. Em còn mảnh tầm ướt nè mấy chị ơi, sao ở trên mã cuối. Cái này là hoa súp bọt nha chị Trần Nhiều ơi, cái này là hoa to súp bọt giùm em với nha. Súp bọt hoa to giùm em với nè, cái này em có ở trong cây nè, chị lấy thì kèm mấy lên giùm em nha chị ơi. Súp bọt hoa to chị lấy kèm mấy lên giùm em với nha. Tầm ướt mấy chị ơi, tầm ướt màu nâu giùm em với nha. Lấy tầm ướt thì chốt lên giùm em với nè. Tầm ướt màu nâu mấy chị. Tầm ướt nu này em còn được 2m, 2m nu tầm ướt giùm em với nha. Lấy tầm ướt thì chốt lên giùm em với nè. 2m tầm ướt này là 45 ngàn. Ai lấy tầm ướt thì chốt lên giùm em mã 45. Màu nu mấy chị ơi, tầm màu nu 45 ngàn. Lấy chốt lên giùm em mã 45. Cái này em còn nhiều đúng không? Cái này em còn nhiều nha mấy chị. Lấy thì kèm mét lên giùm em với nha con kia. Cái này còn nhiều đúng không? Nè nè. Tầm ướt đấy. Thì đấy mới kêu là tầm ướt đi kìa, đi tìm. Không, cái này cũng có một cây nữa. Này chắc mà con. Ừ. Còn không? Anh còn. Còn mày. Mày trả lời rõ ràng để tao còn trả lời trên live chứ mày. Em còn mảnh von hoa nhí mấy chị ơi, von hoa nhí giùm em với nha. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nè. Dạ mây đâm được nha anh chị, Trần Nhiều ơi mây đâm được nha anh chị. Em còn được 1m1 mấy chị. 1m1 lụa von hoa giùm em với nha. Von hoa đủ màu này. Ai lấy von hoa thì chốt lên giùm em với nha. 1m1 mấy chị. 1m1 18 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 18 nha. 1m1 18 ngàn. Canh may lên một cái kiểu mấy chị ơi, rất là xinh luôn. 18 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 18. Em còn mảnh xanh coban mấy chị ơi, đuổi xanh coban nha. Lấy đuổi xanh coban thì chốt lên giùm em với này. Cái này em còn nhiều mấy chị. Chị nào muốn lấy dài hơn thì kèm mét lên giùm em với nha. Lấy dài hơn thì kèm mét nha mấy chị. Cái này em còn được 1m7 nè. Đuổi xanh coban chắc dài dạng đi cho mấy chị luôn. Lấy đuổi xanh thì chốt lên giùm em với nha. 1m7 46 ngàn mấy chị. Ai lấy đuổi thì chốt lên giùm em mã 46. 46 ngàn đuổi giùm em với nha. Đuổi 46 ngàn. Cái này cũng là hoa súp bọt nha chị ạ. Thảo Nguyễn Thị ơi, cái này là hoa súp bọt giùm em nha. Cái này cũng là hoa súp bọt nha chị. 46 cho chị Thảo Nguyễn Thị nè.
đi qua hoa đây. Cái đó cũng là hoa sắp bận nha chị ơi. Chị lấy đi thì chốt đi để em rút những cái chị xem nha. Chưa đó. Nhớ nữa, như hôm qua có hỏi nhưng mà không biết có chưa. Cái này là sắp bọt hoa xanh nha chị ơi, sắp bọt hoa xanh giùm em với nha. Cái này em còn được ít nè, lấy thì chốt mã lên giùm em với nha. Sắp bọt hoa này em còn được 2 mét đó chị, 2 mét sắp bọt hoa nha, lấy thì chốt mã lên giùm em với nè. 2 mét 36 ngàn nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 36 nha chị. Sắp bọt hoa xanh 36 ngàn nè, lên một cái đầm rất là xinh luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 36, hoa rất là đẹp đúng không chị? 36 ngàn, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 36. Dạ 36 cho chị Thảo Nguyễn Thị nè. Xin lắm hoa vàng để hoa nhí vàng hết trơn này. Em còn mảnh lụa thì muốn theo ý nào. Thôi về quá đừng tiếng đi. Măng gồ đi. Em còn mảnh măng gồ màu hồng đắt mấy chị ơi. Măng gồ hồng đắt này em còn được 2,5 mét nha. 2,5 mét măng gồ hồng đắt mấy chị ơi. Lên một cái đầm rất là xinh luôn. Lên xếp vết đồ đùi cũng được mấy chị. Quan trọng là có muốn nó đi gần rồi. 2,5 mét này là 63 ngàn mà chị ơi, 2,5 mét 63 ngàn nha. Lấy măng gồ để chốt lên giùm em mã 63 mà chị, chắc rất là đẹp luôn. Lấy măng gồ để chốt lên giùm em mã 63. Cái này chắc măng gồ dày dạng với chị, mấy chị lên quần tay cũng được mà chị ơi. Lên một cái quần tay cũng được nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 63 mà chị ơi. 63 ngàn 2,5 mét nha. Tiên xích trên sào. 63 cho chị Mỹ Hiệp Trương Thị nè. Sắp này là lụa 100D nha chị Thảo Nguyễn Thị ơi. Cái đăng ký xe quá. Hình như hôm qua có. Ở trước đúng không? Ở trước là có rồi. Sắp này là lụa 100D giùm em nha chị ơi. Đây sắp lụa 100D loại 1 co dạng đẹp cho chị luôn. Lấy thì chốt lên giùm em rồi nha. Sắp này em còn được 3,2 mét chị ơi. 3,2 mét sắp nha. Chắc co dạng đẹp nè. Lấy thì à, chi đô đây hết thì chốt, không thì chi đô ra giùm em với nha. Cái đó còn không? Cái màu hồng nó đâu có mấy ơi, trong khung trong hàng trong đóng kia rút ra có mảnh cho mấy. 63 em thấy nhân chị Vũ Loan ơi, chọn mảnh khác giùm em với nha. 51 ngàn mấy chị, xích này là 51 ngàn 3,2 mét nha. Lấy hết thì chốt, không thì chi đô ra giùm em nha mấy chị. Dạ ok, xích bọt hoa 2 mét cho chị Trần Nhiều nè. 52 ngàn nha mấy chị ơi, 52 ngàn. 63 em hết nha mấy chị ơi, chọn mảnh khác giùm em với nha. 63 em có được một mảnh thôi mấy chị. Lấy đi chốt lên giùm em mã 52 nha mấy chị ơi, 52 ngàn. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi, lụa hoa giùm em với nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nè. Hoa này em còn được 1,2 mét mấy chị, 1,2 mét lụa hoa chắc co vậy cho mấy chị luôn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha. Hoa 1,2 mét mấy chị, 1,2 mét 23 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 23. 23 ngàn hoa giùm em với nha. 63 em hết nhiên chị Vũ Loan ơi, chồng mảnh khác giùm em với nha. 23 ngàn mấy chị, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 23. 23 ngàn giùm em với nha. 23 ngàn mấy chị, lấy lụa hoa thì chốt lên giùm em mã 23. 23 ngàn giùm em với nha. Hoa 23 ngàn mấy chị. Mango bay mấy chị ơi, mango bay 52 cho chị Vi Lê nè. Mango bay giùm em với nha. Ai lấy bay mango thì chốt lên giùm em. Mango bay này em còn được 1,5 mét mấy chị, 1,5 mét mango này. Lấy mango thì chốt lên giùm em. Cái này bị lát hay là sao? Mango 29 ngàn nha. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 29. Mango 29 ngàn giùm em với nha. Chưa. Lấy mango để chốt lên giùm em mã 29 nha mấy chị. 1,5 mét 29 ngay giùm em với nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 29 nè. 29 nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em với nha. Em còn mảnh lụa nhí vàng mấy chị ơi. Lụa nhí vàng giùm em với nha. Ai lấy nhí vàng thì chốt lên giùm em với nè. Hai mét còn sức bọt ở trong cây á. Em còn được 2 mét mấy chị ơi, 2 mét nhí vàng nha, nhí lên đầm rất là xinh luôn mấy chị. Ai lấy nhí vàng thì chốt lên giùm em với nha. 2 mét nhí mấy chị, 2 mét này là 34 ngàn. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 34. Nhí 34 ngàn giùm em với nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 34 mấy chị. Nhí 34 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 34 ngàn giùm em với nha. Em còn mảnh tầm ướt màu hồng đắt mấy chị ơi, tầm ướt màu hồng đắt giùm em với nha. 34 cho chị Nguyễn Dương nè. Tầm ướt màu hồng đắt nha. Ai lấy tầm ướt thì chốt lên giùm em vô mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giùm em vô nha. Bà tôi em còn một mảnh cho chị Hành Vũ nè.
tầm ướt nâu đất này em còn được 1m2 nha mấy chị ơi, 1m2 tầm ướt nâu đất này. Cái này em còn được 2 mảnh nha, mỗi mảnh 1m2 mấy chị. Chị nào mà canh may lên đủ bộ, chị nào mà muốn lấy về may bộ thì chốt lên giùm em mã 622 mảnh nha mấy chị ơi. 622 mảnh là đủ bộ này, không thì mấy chị lấy một mảnh về may áo cũng được mấy chị ơi. Nếu mà lấy hai mảnh thì ghi là 622 mảnh, còn không thì ghi 62 một mảnh nha mấy chị ơi. Mỗi mảnh 1m2 giùm em với nha, tầm ướt màu nâu đắt mấy chị, rất là đẹp luôn nè. Lấy tầm thì chốt lên giùm em mã 62 nha. 622 mảnh mấy chị, lấy chốt lên giùm em mã 62. 62 ngàn giùm em với nha. Mango mấy chị ơi, mango họa tiết nha. Lấy mango họa tiết thì chốt lên giùm em với nè. 622 mảnh cho chị Hành Vũ nè. Mango này em còn được 1m5 nha mấy chị ơi, 1m5 mango này, ai lấy mango họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. 1m5 mango này là 33 ngàn, ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 33 mấy chị. Mango 33 ngàn giùm em với nha. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 33, rất là đẹp luôn mấy chị, 1m5 33 ngàn, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 33. Em còn mảnh xốp màu trắng mấy chị ơi, xốp màu trắng cái này mấy chị lên đầm đi ba xinh luôn. Cái này em có ở trong hàng cây mấy chị, rất là đẹp luôn nè. Này mấy chị lấy về mai đầm đi ba xinh luôn. Cái này em còn được 2 mét mấy chị, 2 mét xốp trắng nha, ba đôi cho chị Vi Tường nè. 2 mét xốp trắng này là 30 ngàn mấy chị, ai lấy xốp trắng thì chốt lên giùm em mã 30. Xốp trắng 30 ngàn giùm em với nhân, lên đầm bao xinh luôn mấy chị. Không thì mấy chị lên áo kiểu tay bèo mấy chị ơi, rất là xinh luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 2 mét thì chỉ có 30 ngàn thôi mấy chị. Cái này em có ở trong hàng cây nè, rất là đẹp luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 2 mét 30 ngàn giùm em với nha. 30 cho chị Hạnh Vũ nè. Cái này em còn nhiều mấy chị ơi, chị nào muốn lấy nhiều thì kèm mét lên giùm em nha. 30 em còn một mảnh cho chị Nguyễn Dương luôn nè. Em còn mảnh van tơ mấy chị ơi, van tơ hoa nha. Ai lấy tơ hoa thì chốt lên giùm em với nè. Tơ hoa này em còn được 2 mét. 2 mét tơ hoa giùm em với nha. Lấy tơ hoa thì chốt lên giùm em đi chú đi cho nó dễ nhớ. 2 mét tơ hoa này là cách gì mà? Đấy. Tôi bị nó ào tới thảo quý nha. 19 ngàn mấy chị. Tơ hoa rất là rẻ luôn. 2 mét mà chỉ có 19 ngàn thôi nha. Lấy tơ hoa thì chốt lên giùm em mã 19 mấy chị. Lót lên một cái đầm rất là xinh luôn. Tơ hoa 19 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 19. 19 ngàn giùm em với nha. Cái này còn nhỏ xíu rồi. Em còn mảnh á, lụa 100D màu hồng nhạt mấy chị ơi, lụa 100D màu hồng nhạt giùm em với nha. Ai lấy lụa 100D thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. Cái này em còn nhiều nè. Chị nào lấy thì kèm mét lên giùm em với nha. Lụa chất 100D co giãn đẹp cho mấy chị luôn. 100D mấy chị. 100D màu hồng nhạt giùm em với nha. Lên quần áo dài cũng được mấy chị, rất là xinh luôn. Lấy thì chốt lên giùm em, kèm mét đi mấy chị. Cái này em còn nhiều nè. Chị nào lấy thì kèm mét lên giùm em với nha. Lấy thì kèm mét lên giùm em với nha mấy chị. 100D màu hồng nhạt nha, rất là xinh luôn. Lấy thì kèm mét lên giùm em với nè. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi, lụa hoa đủ màu nha. Ai lấy hoa đủ màu thì chốt lên giùm em với nè. Hoa đủ màu này em còn đủ áo mấy chị ơi, 1m3 đủ áo nha. Canh may lên đủ áo thì chốt lên giùm em, chắc co dạng cho mấy chị nè. Canh may lên đủ áo thì chốt lên giùm em với nha. 1m3 mấy chị. 1m3 này là 27 ngàn. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 27. 27 ngàn áo giùm em với nha. Áo 27 ngàn. Dạ áo dài nếu mà chị lấy cái áo thôi thì là 2m chị. Còn nếu mà chị lấy quần nữa thì chắc 3m đi chị ơi. Nếu mà chị may cả quần lẫn áo thì cách 3m nha chị. 3m cho chị Nguyễn Dương này. Chắc sẽ ăn đủ quá. Nguyễn Dương lúa. Rất chữ nè. Lấy cái này thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi, 27 ngàn nha. Được như vậy. Sợ không đủ. Út sợ nó vơi ra một xíu. Dạ em bán ký rồi, giá 100 ngàn một ký nha chị Hạnh Vũ ơi. Một ký của nó tầm 6 mét đó chị. Ba mét cho chị Nguyễn Dương nè. Cái này em còn được mảnh nữa nè mấy chị ơi, em còn được nửa thôi nha. Để em coi thử. Cái này em còn được 2,5 mét mấy chị ơi, 2,5 mét thôi nha. 2,5 mét, chị nào lấy thì chốt lên giùm em với nha. Em còn được 2,5 mét thôi mấy chị. 2,5 mét này là 48 ngàn nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 48, lụa 100D, 2,5 mét 48 ngàn mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 48 nha. 48 ngàn, 2,5 mét giùm em. 48 ngàn.
Ai lấy thì chốt lấy giùm em mẹ 48. Lan hỏa tiết mấy chị ơi, lan hỏa tiết giùm em với nha. Lan hỏa tiết này em còn được 2m. 2m lan lên đồ 3 mét cho mấy chị luôn. Ai lấy lan thì chốt lấy giùm em với nha mấy chị. Lan hỏa tiết này 2m 39 ngàn. Ai lấy lan thì chốt lấy giùm em mã 39. Lan 39 ngàn giùm em với nha. Lấy lan thì chốt lấy giùm em mã 39 mấy chị. Lan 39 ngàn. Hết rồi. Màu màu gì, màu xanh mưa hồng gì. 39 ngàn mấy chị. Lấy lên thì chốt lên giùm em mã 39 nha. Ừ. Tầm ướt màu xanh ngọc mấy chị ơi. Tầm ướt màu xanh ngọc giùm em với nha. Ai lấy tầm ướt thì chốt lên giùm em với nè. 39 cho chị Hạnh Vũ nè. Cái lanh đũa nó cái giùm dao 2 mét đi. Đây màu đen á, ở trong cây như vậy. Đó, cái này cái lanh nhí màu đen á. Trong cây đâu ra nữa. Ở trong dây như vậy, trong dây sọc như sao á. Tầm ướt này em còn được 1,5m nha mấy chị ơi. Tầm ướt xanh ngọc 1,5m nha. Lấy tầm ướt thì chốt lên giùm em nha mấy chị. Tầm ướt xanh ngọc này em còn được 1,5m nha. 1,5m 24 ngàn. Ai lấy tầm thì chốt lên giùm em mã 24. Xanh ngọc 24 ngàn mấy chị. Lấy tầm thì chốt lên giùm em mã 24. 24 ngàn giùm em với nha. Tầm 24 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 24. Em còn mã super kho chùm mấy chị. Super kho chùm giùm em với nha. Ai lấy super kho thì chốt lên giùm em với nè. Super hoa này em còn được 1,8m mấy chị ơi. 1,8m super hoa nhân lên một cái đầm rất là xinh luôn. Lấy hoa super thì chốt lên giùm em với nè. 1,8m thì là 37 ngàn. Ai lấy super hoa thì chốt lên giùm em mã 37. 37 ngàn hoa giùm em với nha. Hoa 37 ngàn mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 37. 37 ngàn giùm em với nha. Em còn mạnh đuổi xanh rêu mấy chị ơi. Đuổi xanh rêu nha. Cái này em còn nhiều nè. Chị nào muốn lấy thì kèm mé lên giùm em với nha. Đuổi rêu này em còn được 1,5m nha mấy chị ơi. 1,5m đuổi rêu này. Ai lấy đuổi thì chốt lấy giùm em với nha. 37 cho chị Nguyễn Dương này. Lấy 24 cho chị 24 nè. Nguyễn Trang này. 37 em thấy nha chị Vi Tường ơi. Chọn mảnh khác giùm em với nha. Đuổi xanh rêu mấy chị ơi. Đuổi chắc dày dặn cho mấy chị luôn. 24 đó. Đây Nguyễn Dương. 24 cái xanh ngọc đó. Ok Nguyễn Trang đây nè. Có cái số Nguyễn Trang ở bên này. Hôm qua bên này nghĩ đi. 43 ngàn mà chị. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 43 và 2m xanh rêu cho chị Hành Vũ này. Cái này 1,5m hai bao nhiêu à? 1,5m này là 43 ngàn nha mấy chị. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 43. Cái này 1,5m 43 ngàn này. Chị nào muốn lấy dài hơn thì kèm mấy nha. 43 ngàn mà chị. 2m 43 ngàn giùm em với nha. Dây kìa thấy không. Còn hạt ở trong này còn một dần luôn, trần của mình thay hồ lửa. Thích lửa hay thích cắt. Em còn mảnh lanh đuổi nhí đen mấy chị ơi, lanh đuổi nhí đen nha. Lanh đuổi chắc lên đồ rất là mát luôn, chắc dày dặn nha. Lấy lanh đuổi nhí thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi. 2m lanh đuổi này. 2m này là 52 ngàn. Ai lấy lanh đuổi thì chốt lên giùm em mã 52. 52 ngàn lanh đuổi nhí giùm em với nha. Lanh lên đồ rất là mát luôn mấy chị. 2m 52 ngàn, chắc dày dặn đi cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 52. 52 ngàn giùm em với nha. 52 ngàn mấy chị. Em còn mảnh đuổi hồng mấy chị ơi. Đuổi hồng giùm em với nha. Đuổi hồng này em còn được 2m. 2m đuổi hồng nha. Ai lấy đuổi hồng thì chốt lên giùm em với này 2m. 2m này là 46 ngàn. Ai lấy hồng thì chốt lên giùm em mã 46 nha. 2m 46 ngàn giùm em mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giùm em mã 46 nè. 2m 46 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em với nha. Măng gồ đốm mấy chị ơi, măng gồ đốm nha. Ai lấy măng gồ đốm thì chốt lên giùm em. Măng gồ đốm này em còn được 1,7m này. 1,7m măng gồ. Lấy măng gồ thì chốt lên giùm em với nha. 1,7m mấy chị. 1,7m 32 ngàn. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 32. Đốm 32 ngàn giùm em với nha. Lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 32 mấy chị. Đốm 32 ngàn này. Lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32 ngàn giùm em với nha. 32 ngàn mấy chị ơi. Hoa mấy chị ơi, hoa súp bọt nha. Hoa súp bọt này em còn đủ một áo mấy chị ơi. Đủ áo nha, 1,1m đủ áo nè. Canh may lên áo thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi. 1,1m súp bọt hoa nè. 1,1m này là 24 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 24. Hoa 24 ngàn giùm em với nha. Lấy dẹp liệu. Hoa 24 ngàn, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 24. 24 ngàn giùm em với nha. Hoa 24 ngàn mấy chị. Măng gồ dập ly mấy chị ơi, măng gồ dập ly 32 hả? 32 cho chị Nguyễn Trang nè.
Mango dập ly mấy chị lấy mango để chốt lấy giùm em với nha. Mango dập ly hoa hồng đen lấy mango để chốt lấy giùm em có đủ chân không em? Dạ có nha chị ạ. Thị Sáu Nguyễn này có nha chị. Chị muốn loại nào chị ơi? Chị muốn màu nào chị, để em cho chị xem nha. Cái này em còn được 3m2 mấy chị ơi. 3m2 mango dập ly nè. Lấy hết thì chốt không thì chia đôi ra giùm em với nha. Mango dập ly rất là đẹp đúng không chị? 3m2 nha. Lấy hết thì chốt không thì chia đôi ra giùm em với nha mấy chị. Bự thế. 3m2 này là 100.000 mà chị. Ai lấy dập ly thì chốt lên giùm em mã 100 nha. 100.000 lấy hết thì chốt không thì chia đôi ra giùm em mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Mango dập ly hoa hồng đen nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 100. 3m2 100.000 lấy hết thì chốt không thì chia đôi nha mấy chị. Lấy hết thì chốt không thì chia đôi ra giùm em với nha. Mango bi mấy chị. Ai lấy mango bi thì chốt lên giùm em với nha. Mango bi nè. Lụa chân em ở trên sào này có nè chị Thị Sáu Nguyễn ơi. Ở sau của em sao sau của em là lụa chân nha. Mango bi mấy chị, mango bi này em còn được 2m. 2m mango bi nha. Ai lấy mango bi thì chốt lên giùm em với nè. Mây bộ. Mây bộ hả chị? Mây bộ vậy chị, mây mango đuổi á chị. Mango với lại đuổi á chị ơi. Chị muốn màu gì chị ơi? 37.000 muốn mua gì để em lấy cho chị, lấy cho chị xem nha. 37.000 bi mango này. Lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 37 nha. Mango bi 37.000 giùm em mấy chị ơi, bi 37.000. Lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 37. 37.000 giùm em với nha. Bi 37 cho chị Hạnh Vũ nè. Lụa hoa mấy chị ơi, lụa hoa giùm em với nha. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em với nè. Hoa này em còn được 1m7 mấy chị ơi, 1m7 lụa hoa chắc co dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha. Hoa trắng nền xanh mấy chị, 1m7. Lên một cái đầm rất là xinh luôn. Dạ 37 em bỏ cho chị rồi, chị Hành Vũ ơi. 31.000 ai lấy lụa hoa thì chốt lên giùm em mã 31. Chắc 100D co dạng đi cho mấy chị luôn, 31.000. Bây giờ em hết nha chị Nguyễn Trang ơi, chọn mảnh khác giùm em với nha. 31.000 mấy chị. Ai lấy lụa hoa thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 giùm em với nha. Em còn mảnh lụa chéo mấy chị ơi, lụa chéo giùm em với nhanh gì dẻo. Em biết là bị đi đường về. Em biết đó. Cái gì đâu. Em còn mảnh đuổi màu xanh đen mấy chị ơi, xanh lá đậm. Xanh lá đậm hả? Hay đuổi úc. À hình như măng. Ủa cái măng gồ lá. Không, lấy giùm dẻo cái này nè. Măng gồ lá nè. Mày rút hết vải của tao không mày? Không thôi. Ừ. Em có mảnh mango xanh lá đậm này chị ạ. Thị Sáu Nguyễn ơi, mango xanh lá đậm này chị ơi. Chị lấy thì kèm mét lên giùm em với nha. Em bán đồng giá 100.000 một ký á chị. Một ký tầm 5-6 mét nha. Dạ bây giờ em có được một mảnh em bỏ cho chị ạ. Em bỏ cho chị Hạnh Vũ luôn nha chị Nguyễn Trang ơi. Em có được một mảnh là em chị không có nha chị ơi. Chị chốt sau nên chị không có nha. Mango xanh lá đậm này chị Thị Sáu Nguyễn ơi. Chị lấy thì chốt mét lên giùm em với nha. Mây bộ thì chắc 2 mét hả chị. 2 mét là một bộ nha. Lấy thì chốt mét lên giùm em nha chị ơi. Cái đó em còn nhiều á. Mấy chị nào muốn lấy thì kèm mét lên giùm em. Dạ 2 mét cho chị Mỹ Hiệp Trương Thị nè. Ai lấy lụa hoa xanh thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi. Rất là xinh luôn. Em còn mảnh đuổi mấy chị, đuổi màu xanh đen nha. Ai lấy đuổi xanh đen thì chốt lên giùm em với nè. Chị nào mà muốn lấy thì nhanh tay cắt đi mấy chị ơi, không thì nó hết mất nha. Màu đâu hiếm á mấy chị. Cái này em còn được 1m7 nè, đuổi xanh lá giùm em với nha. Lột đuổi xanh đen mấy chị, 2m cho chị Hành Vũ nè. Đuổi xanh đen mấy chị ơi, 1m7 đuổi xanh đen nè. Ai lấy đuổi xanh thì chốt lên giùm em với nha. 1m5 cho chị ở trên Mai nè. 49.000 mấy chị, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 49 nha. Đuổi xanh đen 49.000 giùm em với nha. Những người hỏi đi đâu mất đi rồi. 49.000 mấy chị. Ai lấy đuổi xanh đen thì chốt lên giùm em mã 49 nha. 1m7 49.000 mấy chị, lên đồ bộ rất là đẹp luôn nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 49. Mét rưỡi nữa. 2m 2m 2m. Đúng rồi. Em còn mảnh lụa bi mấy chị ơi, lụa bi màu cam giùm em với nha. Ai lấy bi cam thì chốt lên giùm em với nè.
Bi cam này em còn được 2m2 mấy chị, 2m2 bi cam chắc 100D co dạng đi cho mấy chị luôn. Ai lấy bi cam thì chốt lên giùm em với nha. Còn ai cái này? Thôi thôi, cái người hỏi em thấy em mất tiêu rồi. Vậy không lấy thôi chị, thì sao Nguyễn ơi. Hay là chị muốn đuổi 37 nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 37 nha. 2m37 nha giùm em với nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 37 mấy chị. 2m37 nha, rất là xinh luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 37. Chị may một quần áo dài với áo dây và áo vest. Ôi vậy để em lên em hỏi em đi em hỏi người chủ của em lại nha chị ơi. Út lên hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi này nè. Bi cam này là 2m nha chị à, Hạnh Vũ ơi, lên hỏi Thương coi thử may bao nhiêu mét. Vậy để em hỏi chủ em đã nha chị ơi, đợi em xíu nha. Chứ em cũng không rành mấy cái vụ đó. Áo dài thì em biết 2m chứ cái gì đâu mà quá trời trời luôn. Cái này 2m để em đo lại cho chính xác thôi. Cái này em còn được 2m rưỡi nha chị Hạnh Vũ ơi. Cái này em còn được 2m rưỡi nha. Bi cam này em còn được 2m rưỡi á chị. Đi hỏi lẹ mãi. Để đó đi, lẹ trả lời nữa. 37 ngàn, ai lấy bi cam thì chốt lấy giùm em mã 37 nha. Bi cam 37 ngàn. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 37. Còn câu giờ nghe bây. Mất cái điện thoại là tao không có bán được. Em còn mảnh satin mấy chị ơi, satin hình con dơi giùm em với nha. Ai lấy satin hình con dơi thì chốt lấy giùm em với nha. Satin mấy chị. Satin này em còn được 1m6 nha. 1m6 satin hình con dơi mấy chị ơi. Ai lấy satin thì chốt lấy giùm em với nha. 1m6 mấy chị. 1m6 30 ngàn. Ai lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 30. Satin 30 ngàn giùm em với nha. Lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 30 mấy chị. Satin 30 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em với nha. 30 ngàn nha mấy chị ơi, 30 ngàn. 3 mét. 3 mét hả? Chị cắt 3 mét đi chị à, thì xấu Nguyễn ơi. Với một tầm đó thì chị cắt 3 mét đi chị. Nếu mà chị ok thì chị chốt lại giùm em 3 mét xanh lá nha chị ơi. 3 mét mango xanh nha. Nếu mà chị may vết dài thì chị cắt 3 mét rưỡi, còn vết ngắn thì cắt 3 mét nha chị ơi. Cắt là còn 3 mét à? À, còn 3 mét à? Em còn được 3 mét thì chị được đây. Mua chút luôn rồi. Mango này em còn được 3 mét nha chị ơi, lấy thì chốt mã lên giùm em nha. Nãy giờ chị hỏi mà đợi mấy chị kia cắt hết rồi, em còn được 3 mét thôi chị. Lấy 3 mét rưỡi mà mày. Con này bay. Mày đo vậy hả? Ừ, gì vậy? 3 mét rưỡi. Đo bay. Em còn được 3 mét 2 á chị ơi, 3 mét 2 giùm em với nha. 3 mét 2 mango xanh lá này, chị nào lấy thì chốt lấy giùm em với nha. Em còn được 3 mét 2 thôi mấy chị, nãy giờ mấy chị cắt quá trời rồi. 3 mét 2 này là 72 nha giùm em với nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mà 72 nha chị à, thì 6 Nguyễn này. Chốt lấy giùm em mà 72 nha chị ơi. Em còn được 3 mét 2 á chị. Lấy luôn giùm em với nha. Em còn mảnh hoa nhí xanh mấy chị ơi, hoa nhí xanh giùm em với nè. Lấy nhí xanh thì chốt lấy giùm em, lên số điện thoại giùm em đi chị ơi, lên số điện thoại giùm em với nha. Nhí xanh này em còn được 2 mét mấy chị, 2 mét nhí xanh. Ai lấy nhí xanh thì chốt lấy giùm em với nha. Cháu 100D co giãn cho mấy chị luôn nè. Lấy nhí xanh thì chốt lấy giùm em với nha. 2 mét này là 36 ngàn. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 36. Lấy măng rồi, cô ba luôn. 36 ngàn 2 mét nha. Lấy măng, lấy hoa nhí thì chốt lấy giùm em mã 36. 36 ngàn mấy chị. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 36 nha. Bắt rồi. Không đi. 36 nghe giùm em với nha. Dạ ok. Dạ lên số điện thoại giùm em đi chị ạ. Thì 6 Nguyễn ơi, lên số điện thoại để em lưu đơn cho chị nha. Mango màu xanh coban mấy chị ơi, mango xanh coban giùm em với nha. Mango dạ ok. Em thấy số này chọn thêm giùm em nha chị ơi. Mango xanh coban này em còn được 1m2 mấy chị, 1m2 mango này. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em với nha. 1m226 ngàn mấy chị. Lấy mango xanh coban thì chốt lên giùm em mã 26 nha. 26 ngàn giùm em. Cái này em còn nhiều khúc mấy chị. Em còn nhiều khúc nhân 36 hả? 36 cho chị Nguyễn Trang này. Mango xanh coban này em còn nhiều khúc nhân mấy chị ơi. Em còn được nhiều khúc nha. Khúc gì vậy vậy? Nhỏ nhỏ không vậy? Bà biết. Cái này mấy chị lấy hai mảnh về may áo đi, may bộ đi mấy chị ơi. Dạ xếp vô. 36 em còn một mảnh cho chị à, Nguyễn kế con đúng không?
nhiêu? 2 mét. Còn đúng không? Cái 6 cái cục mảnh cho chị Nguyễn Dương này. Mango xanh cô ba này. Cái này dưới đi ra mảnh 2 mét rồi. Em còn mảnh khúc nhỏ nhỏ mấy chị ơi, mảnh khúc nhỏ nha. Đợi em xíu em coi thử còn cái mảnh nào 2 mét không. Thôi rồi, được được. Hai chị lấy hai mảnh về may ráp lại may bộ đi chị Hạnh Vũ ơi. Tại vì em còn khúc nối nối chị ơi, nó không còn 2 mét nha. Để em coi thử nó còn nhiêu mét nè. Một khúc 1 mét. Khúc này 1 mét nè. Em còn một khúc 1 mét với lại một khúc 1 mét 2 á chị Hạnh Vũ ơi. Chị lấy hai mảnh này về ráp lại may đồ được không chị? Một mảnh 1 mét với lại một mảnh 1 mét 2 nha chị ơi. Nếu mà chị lấy thì chị ok lại giùm em lần nữa để em bỏ cho chị nha. Tại vì nó bị rời á chị ơi. Hàng khúc này nó bị rời nha. Một khúc 1 mảnh 1 mét với lại một mảnh 1 mét 2 nha chị. Hai cái xanh này hết rồi. Còn xanh lá. Xanh không thôi. Để cho từ để bữa nhiếc ở đâu á? Nhiếc nhớ còn. Để nhiếc trong bữa trong bữa. Hai mảnh bao nhiêu tiền để em cân nha chị ơi, em cân thử nha. Hai mảnh này là 48 nha nhưng chị ơi, hai mảnh này chỉ có 48 nha thôi vậy ok hai mảnh cho chị à, Hạnh Vũ nha. 48 nha nhưng chị. Chị nào lấy nữa thì chốt nó giúp em với nha em. Em còn mảnh dài hơn nè mấy chị. Em còn mảnh dài hơn, cái này được 1m7 nha chị ơi, 1m7 mango xanh cô ba nha. 1m7 này là 35 ngàn nha mấy chị, lấy thì chốt nó giúp em mã 35 nha. 1m7 mấy chị ơi, 1m7 35 ngàn mango mấy chị. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 35. Mango 35 ngày giùm em với nha. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 35 đó chị. Em còn mảnh lụa Hàng Châu nhí đen này. Ai lấy lụa Hàng Châu nhí đen thì chốt lên giùm em với nha. Lụa Hàng Châu này em còn được 2 mét mấy chị ơi. Chắc lụa dày dạng đẹp cho mấy chị luôn. 2 mét nhí đen nha. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. 2 mét. 2m 36 ngàn, ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 36. Nhí 36 ngàn giùm em với nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 36 này. 36 ngàn mấy chị. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 36 nha. 35 cho chị Nguyễn Trang này. 36 mấy chị, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 36. Sao cái điện thoại kìa vậy? 36 ngàn mấy chị. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 36 nha. Nhí rất là xinh luôn, 36 ngàn. Em còn mảnh lụa chăn mấy chị ơi, lụa chăn hai đầu cho mấy chị luôn. Chăn hai đầu chắn 100D coi dạng mảnh mấy chị. Cái này em còn được 2 mét nha. 2 mét họa tiết chăn mấy chị ơi, ai lấy chăn thì chốt lên giùm em với này. 2 mét chăn mấy chị. 2 mét chăn này là 39 ngàn, ai lấy chăn thì chốt lên giùm em mã 39-36 cho chị Nguyễn Dương này. 39 ngàn chăn mấy chị ơi, chăn 39 ngàn. Chăn hai đầu chắn 100D coi dạng nhăn lấy thì chốt lên giùm em mã 39 mấy chị. Chăn 39 ngàn giùm em với nha. Em còn mảnh tầm gãy nè mấy chị ơi. Tầm gãy màu cam giùm em với nha. Tầm gãy màu cà rốt mấy chị. Lấy tầm gãy thì chốt lên giùm em với nha. Tầm gãy này em còn được 2 mét mấy chị ơi. 2 mét tầm gãy màu cà rốt này. Ai lấy tầm gãy thì chốt lên giùm em với nha. 2 mét này là 44 ngàn. Ai lấy tầm gãy thì chốt lên giùm em mã 44 mấy chị. 44 ngàn chắc tầm gãy lên đồ bao mát cho mấy chị luôn. 44 ngàn nha. Lấy tầm thì chốt lên giùm em mã 44 mấy chị, tầm gãy 2m 44 ngàn, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Lấy chốt lên giùm em mã 44. 44 ngàn giùm em với nha. Em còn mảnh satin họa tiết mấy chị, satin họa tiết nha. Ai lấy satin họa tiết thì chốt lên giùm em với nè. Satin họa tiết này em còn được 2m2, 2m2 satin nha. Ai lấy satin thì chốt lên giùm em với nè, 44 cho chị Hạnh Vũ nè. Mai dạy cho con. Hai mét hai này là 31 ngàn mấy chị, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31 nha. 2m2 31 ngàn giùm em với nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 31 này. 2m2 31 ngàn giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi. 31 ngàn 2m2. Lấy thì chốt lên giùm em với nha. Em còn mảnh nhí đỏ mấy chị ơi, nhí đỏ giùm em với nha. Nhí đỏ này em còn được 2m. 2m nhí đỏ, ai lấy nhí đỏ thì chốt lên giùm em với nha. 2m này là 35 ngàn, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 35.
Nhí 35 ngàn giùm em với nha, 2m35 ngàn mấy chị. Hôm nay là like cuối nên là chị nào chưa đủ đơn thì cố gắng chọn thêm giùm em với nha mấy chị ơi. Tầm 3-4 mảnh là đủ đơn rồi mấy chị. Cố gắng chọn đủ đơn để ngày mai em chốt đơn luôn nha mấy chị ơi. Em còn mảnh lụa Hàng Châu nè mấy chị ơi, lụa Hàng Châu luôn nha. Ai lấy lụa Hàng Châu thì chốt lấy giùm em với nè. Hồi nãy là nền đen nhí trắng mấy chị, bây giờ là nhí đen nền trắng nha. Cái này em còn được 1,5m luôn mấy chị ơi, 1,5m lụa Hàng Châu nha. Ai lấy lụa Hàng Châu thì chốt lấy giùm em với nè, chắc siêu đẹp cho mấy chị luôn. 35 hả? 35 cho chị Nguyễn Dương nè, 35 hết đúng không? 35 em hết nha chị Nguyễn Trang ơi, chọn mảnh khác giùm em với nha. 29 ngàn mấy chị, ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 29 nha. Nhí 29 ngàn giùm em với nè, lấy thì chốt lấy giùm em mã 29. 29 ngàn giùm em với nha, nhí 29 ngàn mấy chị. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 29. 29 ngàn giùm em với nha, lụa Hàng Châu rất là đẹp luôn. 1,5m 29 ngàn giùm em với nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 29. Em còn mảnh von họa tiết mấy chị. Von họa tiết giùm em với nha. Von họa tiết này em còn được 4m luôn mấy chị ơi, 4m von họa tiết nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nè. 4m lấy hết thì chốt, không thì chia đôi ra giùm em với nha. 4m họa tiết mấy chị. 4m này là 53 ngàn, ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 53. 53 ngàn 4m nha, lấy hết thì chốt không thì chia đôi ra giùm em mấy chị. Von họa tiết 53 ngàn 4m. Lấy thì chốt lên giùm em mã 53. 53 ngàn giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 53 mấy chị. Em còn mảnh á, đốm màu hồng mấy chị ơi, đốm màu hồng giùm em với nha. Ai lấy đốm hồng thì chốt lên giùm em với nè. Đốm hồng này em còn được 2m luôn mấy chị, 2m đốm hồng. Ai lấy đốm hồng thì chốt lên giùm em với nha, 2m mấy chị. 2m này là 30 ngàn mấy chị ơi, ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 30. Đốm 30 ngàn giùm em với nha, đốm màu hồng rất là xinh luôn mấy chị, 30 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 30 ngàn giùm em với nha, đốm 30 ngàn mấy chị. Em còn mảnh đuổi màu ghi mấy chị ơi. Đuổi màu ghi giùm em với nha, đuổi ghi này em còn được 2m. Cái này lên đồ đi chùa mấy chị ơi, đuổi ghi này lên đồ đi chùa nha. Ai lấy đuổi ghi thì chốt lên giùm em với này 2m. 2m này là 51 ngàn, ai lấy đuổi ghi thì chốt lên giùm em mã 51. 2m 51 ngàn lên đồ đi chùa giùm em với nha, 51 ngàn mấy chị. Chị nào mà hay đi chùa thì lấy về mấy đồ đi chùa mấy chị ơi. 2m 51 ngàn chắc dài dạng đẹp nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 51. Em còn mảnh măng gồ mấy chị ơi, không phải lụa. Lụa 100D mấy chị. Lụa 100D lá đen giùm em với nha. Ai lấy lụa 100D thì chốt lên giùm em với này. Cái này em còn được 2,5m mấy chị. 2,5m lụa 100D co giãn này, lá đen giùm em với nha. Ai lấy lụa 100D thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. 51 cho chị Nguyễn Dương này. 2,5m này là 2,5m này là 46 ngàn nha. Ai lấy lụa lá thì chốt lấy giùm em mã 46 mấy chị. Lụa lá đen 46 ngàn, 2,5m nha. Lấy chốt lấy giùm em mã 46. Lụa 100D co giãn đẹp cho mấy chị luôn, 46 ngàn. Lấy thì chốt lấy giùm em với nha. Em còn mảnh von hoa nâu mấy chị ơi. Von hoa nâu giùm em với nha. Ai lấy von hoa nâu thì chốt lấy giùm em với nè. Von hoa nâu thì em còn được 3,2m nha mấy chị ơi, 3,2m von nâu nha. Cái này mà chị lên một cái đầm đi, rất là xinh luôn. Von hoa mấy chị, 3,2m lấy hết thì chốt, không thì chia đô ra giùm em với nha. 3,2m này là 42 ngàn, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 42. 42 ngàn von hoa giùm em với nha. Von hoa 42 ngàn, 3,2m mấy chị, lấy thì chốt lên giùm em mã 42 nha. 42 ngàn lấy hết thì chốt, không thì chia đô ra giùm em mấy chị, 42 ngàn. Em còn mảnh von hàng mấy chị ơi. Von hàng phối nhũ cho mấy chị luôn. Von hàng này là phối nhũ nha. Ở trên live đâu thấy gì đâu. Von hàng này nó phối nhũ mấy chị. Von hàng màu đỏ đô phối nhũ cho mấy chị nha. Chắc von hàng dày dặn mấy chị ơi, lên áo dài không cần lót nhưng mà lên váy đầm lót phần dưới giùm em với nha. Ai lấy von hàng thì kèm mét lên giùm em đi mấy chị ơi, có phối nhũ cho mấy chị luôn. Mà lên live không thấy gì chứ. Đây có phối nhũ lấp lánh cho mấy chị nè, mấy chị thấy không? Nó lấp lánh mấy chị, phối nhũ giùm em với nha. Lấy thì kèm mét lên giùm em này, cái này mà chị lên áo dài hay váy đầm đều rất là xinh luôn nha.
Lấy thì kèm mấy lên giùm em nha chị. Von hàng này. Lên áo dài không cần lót, nhưng mà lên váy đầm lót phần dưới giùm em với nha. Phối nhũ rất là xinh luôn á chị. Lấy thì kèm mấy lên giùm em này. Chị nào lấy von hàng thì kèm mấy lên giùm em với nha. Em còn mảnh lụa bi mấy chị ơi, lụa bi giùm em với nha. Bi này em còn được 1m6. 1m6 lụa bi chắc 100D co dạng 4 chiều cho mấy chị luôn. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em với nha. 1m6 này là 28.000. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 bi giùm em với nha. Bi mấy chị ơi, rất là dạng luôn nè. Lấy bi thì chốt lên giùm em mã 28. 28.000 bi giùm em với nha. Bi 28.000 mấy chị. Mấy chị xem like chấm bài lên giùm em với nha. Mấy chị đi đâu hết chân rồi. Em còn mảnh tầm ướt màu rêu nhạt nè mấy chị ơi. Tầm ướt màu rêu nhạt giùm em với nha. Ai lấy tầm ướt rêu thì chốt lên giùm em với nè. Tầm ướt rêu này em còn được 2,5m nha. 2,5m tầm ướt màu rêu nhạt mấy chị ơi. Tầm ướt rất là xinh luôn nè. Ai lấy tầm ướt thì chốt lên giùm em với nha. 2,5m này là 41.000. Ai lấy tầm ướt thì chốt lên giùm em mã 41. 41.000 tầm ướt giùm em với nha. Lấy tầm ướt thì chốt lên giùm em mã 41 mấy chị. 2,5m 41.000. Ai lấy chốt lên giùm em mã 41. 41.000 giùm em với nha. 2,5m 41.000. Lấy thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. 41 cho chị Hạnh Vũ nè. 41 em còn một mảnh cho chị Hoàng Lê nha. 41 thôi em còn mấy chị ơi. Chị nào muốn lấy thì kèm mét lên giùm em với nha. Lụa hoa mấy chị ơi, lụa hoa này em còn được 1,5m nha. 1,5m lụa hoa này. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha. 1,5m hoa mấy chị. 1,5m này là 32.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 32. Hoa 32.000 giùm em với nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 32 mấy chị. Hoa 32.000 này. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 giùm em với nha. Em có mảnh lụa 100D nè mấy chị ơi, lụa 100D màu đỏ tươi giùm em với nha. Cái này lên áo dài mấy chị bao xinh luôn nè. Cái này em còn được một ít mấy chị ơi, lấy thì kèm mấy lên giùm em với nha. Nhanh tay chốt đi mấy chị ơi, lụa 100D co dạng 4 chiều luôn mấy chị. Cái này may áo dài đầm dạ hội gì đều được luôn mấy chị ơi. Siêu rủ luôn nha. Rất là rủ luôn mấy chị, lấy thì kèm mấy lên giùm em với nha. Lụa 100D loại 1 mấy chị ơi, bao đẹp luôn nè. Lấy thì kèm mấy lên giùm em với nha. Lên áo dài váy đầm đều được mấy chị, lấy thì kèm mấy lên giùm em. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi, lụa hoa giùm em với nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nè. Hoa này em còn được 2m. 2m hoa chắc 100D co giãn nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. 2m hoa nè. 2m này là 39.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 39. 39.000 hoa giùm em với nha. Hoa 39.000 mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 39. 39.000 giùm em với nha. Hoa 39.000. Em còn mảnh lụa đốm mấy chị. Lụa đốm giùm em với nhân, đốm này em còn được 2m. 2m đốm nhân màu rất là xinh luôn mấy chị ơi. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em với nha. 2m đốm này. 2m này là 31.000. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 31. 2m 31.000 giùm em với nha. Lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 31 này. 2m 31.000 giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 nha mấy chị ơi, 31.000. Em còn mảnh satin hoa mấy chị ơi. Satin hoa này hoa rất là sang luôn, nhưng mà cái này em còn đủ áo thôi mấy chị. Hoa này em còn được 1m đủ áo thôi nha. Chị nào mà canh mây lên đủ áo thì chốt lên giùm em. Hoa rất là sang luôn nhưng mà em còn được 1m thôi mấy chị. Canh mây lên đủ áo thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 hoa giùm em với nha. Hoa 1m mấy chị. 1m 20.000 này. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 giùm em với nha. Quan hoa 20. Lụt satin hoa 20.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 20. Em còn mảnh lụa hoa chùm nè. Lụa hoa chùm này em còn được 2,2m. 2,2m lụa hoa chùm nhân trắng 100D co dạng. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. 2,2m hoa này. 2,2m này là 39.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 39. Hoa 39.000 giùm em với nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 39 mấy chị.
2m2 39.000 chắc co dạng cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 39. 39.000 giùm em thôi nha. Em còn mảnh satin mấy chị ơi. Satin nhí hồng, ai lấy satin nhí hồng thì chốt lên giùm em với nha. Nhí hồng satin mấy chị ơi, rất là xinh luôn nè. Lấy nhí hồng thì chốt lên giùm em với nha. Nhí hồng này em còn được 2 mét luôn mấy chị ơi, 2 mét nhí hồng này. Lấy nhí hồng thì chốt lên giùm em với nha, 2 mét mấy chị. 2 mét này là 34.000, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 34. Ở trong hàng chuyện nó hơi nhanh mấy chị ơi, nhưng mà mấy chị về giặt vụ đi lên đồ rất là xinh luôn. 34.000 2 mét nha, lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 34 mấy chị. Sao tiên nhí 34.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 34. 34.000 giùm em với nha. Em còn mảnh lụa đốm mấy chị ơi, lụa đốm. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em với nha. Em còn mảnh lụa đốm mấy chị. Đốm này em còn được 3m2. 3m2 đốm nha. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em với nè. 3m2. Lọc này giờ mà mới có chữ tờ à. Đây hết thì chốt không thì chia đô ra giùm em với nha. 34 cho chị Hoàng Lê nè. 3m2 này là 53.000 mà chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 53. 53.000 3m2 nha. Lấy hết thì chốt không thì chia đô ra giùm em mấy chị. 3m2 53.000 nha. Lấy thì chốt lên giùm em với nè. Xem like chấm bài lên giùm em đi mấy chị ơi. Chấm chấm lên giùm em với nha. Chấm trời cho nó có tương tác với chị. Von hoa mấy chị ơi, ai lấy von hoa để chốt lên giùm em với nha. Von hoa này em còn được 1,5m mấy chị. 1,5m von hoa này. Lấy von hoa để chốt lên giùm em với nha. 1,5m hoa rất là xinh luôn. Ai lấy hoa để chốt lên giùm em với nè. 1,5m 20.000. Em cảm ơn chị Hạnh Vũ chấm bài nè. 1,5m 20.000 giùm em với nha. Lấy van hoa thì chốt lên giùm em mã 20 mấy chị. Lót lên một cái đầm suông nha, 20.000. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 20. Hoa 20.000 giùm em với nha mấy chị. Em còn mảnh nhí xanh nha. Ai lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em với nè. Dạ đơn trên 100.000 là em đi đơn nha chị ạ, Thị Sáu Nguyễn nè. Tầm 3-4 mảnh là đủ đơn á chị. 4 mét hoa xanh nha, ai lấy hoa xanh thì chốt lên giùm em với nè. 20 cho chị Nguyễn Dương nè. 4 mét hoa xanh nha, lấy hết thì chốt không thì chia đô ra giùm em nha mấy chị ơi. 4 mét lấy hết thì chốt không thì chia đô ra giùm em với nha. 4 mét này là 70.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 70. 70.000 hoa giùm em với nha. Hoa 70.000 mấy chị. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 70. 70.000 4 mét nhân lấy hết thì chốt không thì chia đô ra giùm em mấy chị ơi. 70.000 này. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 70. 70.000 giùm em với nha. Em còn mảnh á, mango bay mấy chị ơi. 2 mét hoa xanh cho chị Hạnh Vũ nè. 7 mango bay mấy chị. Mango bay này em còn được 1,5m nha. 1,5m mango này. Chi đô đi. 1,5m mango mấy chị. 1,5m 30.000. Ai lấy mango bay thì chốt lên giùm em mã 30 nha. Cái này lên đồ cho bà cho mẹ cũng được mấy chị. 30.000 1,5m nha. Bay xanh đen mấy chị ơi, lấy bay mango thì chốt lên giùm em mã 30. 1,5m 30.000 giùm em với nha. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị. Mango. Ừ. Không lấy hoa xanh rồi đừng cắt. 30 cho chị Thảo Nguyễn Thị nè. Dạ ok chị nha. Em còn mảnh lụa nhí mấy chị ơi. Em còn mảnh lụa nhí nha. Cái màu này kì vậy. Nhí màu ghi mấy chị ơi. Nhí màu ghi giùm em với nha. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nè. Xả 30 cho chị Thảo Nguyễn Thị. Mấy chị nhớ chốt kỹ giùm em với nha. Chứ mấy chị mà chốt xong rồi ngày mai em chốt đơn mà mấy chị xả hết trơn là tội em nha mấy chị. À mấy chị xả trên like chứ mà xuống like mà mấy chị xả là tội em lắm nha. Em còn được 3 mét hoa xanh màu ghi mấy chị ơi. 3 mét hoa màu ghi nha. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em với nha. 3 mét mấy chị. Thằng thì lấy 2 mét mới đủ. 3 mét 48.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 48. 48.000 hoa nhí màu ghi giùm em với nha. 48.000 mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 48. 48.000 giùm em với nha. Ghi 48.000 mấy chị.
Mango Bell mấy chị ơi, Mango Bell nha. Mango Bell này em còn đủ áo nè, 1m1 Mango. Ai lấy Mango thì chốt lên giùm em với nha. Mango mấy chị, 1m1 này là 21.000. Ai lấy Mango thì chốt lên giùm em mã 21. Mango đủ áo nha, 21.000 mấy chị. Ai lấy Mango thì chốt lên giùm em mã 21. Mango 21.000 giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 21 này. Em còn mảnh nhí không mấy chị? Em còn mảnh lụa nhí nha. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nè. Nhí này em còn được 1m7. 1m7 nhí nha. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi. Nhí, lấy nhí thì chốt lên giùm em với nha. Em có vải quần không em? Vải quần là vải gì chị? 30.000 mấy chị. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 30. Nếu mấy chị muốn vải mây quần thì đó chị ơi, vải hàng ngày, hàng màu ở trên sàn đó chị, có đuổi satin Mango tầm ước đó chị ơi, có 100D đó chị, cái nào mây quần cũng được nha chị ơi. 30.000 nha mấy chị. Ai lấy hoa nhí thì chốt lấy giùm em mã 30 nha. 1m7 nhí 30.000 mấy chị. Lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 30. Quần Âu á? Dạ không có nha chị ơi, quần Âu thì em không có nha. Lá mái vải đỏ màu gì? Màu đỏ vải gì? Màu đỏ. Cái này là lụa 100D loại 1 nha chị ạ. Lá mái ơi, tầm ý đỏ không? Dạ tầm ý thì em không có nha chị ơi, em chỉ khói tầm ướt thôi nha. Đây là lụa 100D loại 1 nha chị. Lá mái ơi, màu đỏ tươi giùm em với nha chị. Lấy thì kèm mét lên giùm em với nha. Màu đỏ tươi nha chị. Lụa 100D giùm em. Còn cái này là satin màu hồng đỏ nha chị ơi. Satin màu hồng đỏ, còn kia là đỏ tươi nha chị. Lấy cái nào thì kèm mét lên giùm em nha chị ơi. 30 cho chị Nguyễn Trang nè. Em còn mảnh lụa họa tiết mấy chị ơi, lụa họa tiết giùm em với nha. Lụa họa tiết này em còn được 2m. 2m họa tiết cho mấy chị ơi, trắng 100D coi dạng đi cho mấy chị luôn. Ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em. Cái này mấy chị lên quần ống suông ống rộng với cái áo crop top mấy chị, mặc đi dạo phố rất là đẹp luôn nè. Xanh lá cây vậy gì đấy, xanh lá cây à. À cái này là tầm ướt nha chị ơi. Xanh lá cây này là tầm ướt giùm em với nha. Cái này là tầm ướt nha chị, lấy thì kèm mé lên giùm em với nha. Cái này em còn ở trong hàng cây á chị ơi. Lấy thì kèm mé lên giùm em với nha. Ngày 36 ngàn mấy chị. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 36 nha. Cái 100D co dạng với chị luôn. 36 ngàn 2m. Lên quần ống xuống ống rộng với áo crop top mấy chị, đi dạo phố uống cà phê rất là đẹp luôn nha. 36 ngàn giùm em. Tự may, tự may. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 36. Để cho may được luôn. Không có tiền. Không có tiền đi uống cà phê nên là không cần. 2m xanh lá cây cho chị Hạnh Vũ nè. 36 cho chị Hạnh Vũ luôn nè. Thầm ướt nha. Không có tiền uống cà phê đâu mà đi may đồ làm gì mày. Em còn mảnh lụa hoa cam mấy chị ơi, lụa hoa cam giùm em với nha. Lụa hoa cam này em còn được 1m rưỡi mấy chị, 1m rưỡi lụa hoa cam nha. Ai lấy hoa cam thì chốt lên giùm em với nha. 1m rưỡi mấy chị ơi, lên một cái đầm suông nha. Ai lấy hoa cam thì chốt lên giùm em với nè. 1m rưỡi 26.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26 nha. Hoa 26.000 mấy chị. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26 nha. 1m rưỡi 26.000 giùm em nha mấy chị ơi. 26.000. Em còn mảnh lụa hàng châu mấy chị, lụa hàng châu hoa nhí nha. Ai lấy lụa hàng châu hoa thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. Hoa này em còn được 2m mấy chị ơi, 2m lụa hàng châu chắc dày dạng đẹp cho mấy chị luôn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha, 2m. Hành Vũ, dạ nhiều rồi chị ơi, lúc cái bệnh của em rồi chị. Nó tràn bệnh luôn rồi chị ơi. 38.000, 39.000 mấy chị, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 39 nha. Nhí 39.000 giùm em với nha mấy chị ơi. Lụa hàng châu 39.000 nè, lấy thì chốt lên giùm em mã 39. 39.000 giùm em với nha. Một cốc cà phê mua được mấy mảnh vải. Một cốc cà phê chứ mua được không, một mảnh gì, một cốc cà phê đen có mười mấy ngàn. Ba mươi hả? 30 em bỏ cho chị rồi á chị Nguyễn Giang ơi, 30 em bỏ cho chị rồi nha.
Một cốc cà phê đen đá ở ngoài đường chắc mười mấy ngàn à chị ơi. À lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 39 nha. Mua cái vải thôi chứ đâu có mình đâu có mua được cái áo đâu. Thì cái vải được áo đó ư? Mày phải nói rõ ràng chứ. 2 mét mấy chị. 2 mét lụa hoa giùm em với nha. 2 mét lụa hoa này. Hoa chấm 100D coi dạng nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. 2 mét lụa hoa. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha. 2 mét 38 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 38 mấy chị. Hoa 38 ngàn giùm em với nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 38. 2 mét 38 ngàn giùm em với nè. Lấy thì chốt lên giùm em với nha. Em còn mạnh von cát mấy chị ơi. Von cát nhí giùm em với nha. Von cát nhí mấy chị rất là xinh luôn nè. Chắc von cát dày dạng lên áo không cần lót. Lên váy đầm lót phần dưới giùm em với nha. Cái này em còn được 1 mét 7 mấy chị. Cái này mấy chị lót lên một cái đầm đi rất là xinh luôn. Von cát nhí giùm em với nha. Trời, ngồi bắt một cốc cà phê 30 ngàn siêu đắt vậy. Thôi lên đây uống đi chị. Lên đây gần Đắk Lắk một cốc cà phê có mười mấy ngàn à chị ơi. Cà phê Đắk Lắk, cà phê Tây Nguyên á chị ơi, bao ngon luôn. Mà rẻ nữa. 30 ngàn quá chị. Ai lấy von hoa thì chốt lên giùm em mã 30 nha. 30 ngàn von hoa giùm em á chị ơi, hoa 30 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30. 30 ngàn giùm em với nha. Em còn mảnh lụa beo mấy chị ơi, lụa beo giùm em với nha. Ai lấy beo thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. Lụa beo này em còn được 2 mét, 2 mét beo nha, chắc co dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy beo thì chốt lên giùm em với nha. Chắc 100D co dạng mấy chị. Lấy beo thì chốt lên giùm em với này, 2 mét. 2 mét 41 ngàn giùm em với nha. Ai lấy beo thì chốt lên giùm em mã 41. 41 ngàn beo giùm em với nha mấy chị ơi. Beo 41 ngàn này chắc co dạng đi cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 41. 41 ngàn giùm em với nha. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi, lụa hoa giùm em với nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nè, hoa mấy chị. Hoa này em còn đủ áo nha. Hoa này em còn được 1m2 đủ áo nè. Canh may lên đủ áo thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi. Hoa lên áo rất là xinh luôn. Lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha. 1m2 24 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 24. Dạ ok, để em cắt tầm ướt xanh lá 1m5 cho chị Thảo Nguyễn Thị nè. 24 ngàn mấy chị. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 24. Hoa 24 ngàn nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 24. Ngồi bác cà phê là đồ uống dành cho người giàu. Chút chắc giùm em nhưng mấy chị ơi, test xong mà không lấy là nó còn lên đây là bạn người bán mà vừa uống vừa cho luôn á chị ơi, vừa mua vừa cho luôn á chị. Em còn mạnh á, còn xanh coban kế vải. Xanh coban đó là mango nha chị Thảo Nguyễn Thị ơi. Xanh coban này là mango giùm em với nha, cái đó chắc tầm được 2,5 mét á chị ơi. Mango xanh coban đó của đó em, của em còn được tầm 2,5 mét á chị. Em còn mảnh lụa họa tiết đủ áo nha. 1m1 họa tiết đủ áo nè. Ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em với nha mấy chị ơi. 1m1 họa tiết. Lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em với nha. 18 ngàn. Ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em mã 18. Họa tiết 18 ngàn giùm em với nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 18 mấy chị. Họa tiết 18 ngàn. Canh may lên đủ áo thì chốt lấy giùm em với nha. Hồi nãy chị mua rồi phải không? Mango cảm ơn thị đã chưa? Dạ để em coi thử nha chị ơi. Măng cồn xanh coban á. Hồi nãy chị mua đuổi xanh coban á chị à Thảo Nguyễn Thị ơi. Nãy chị mua đuổi nha. Còn cái này là măng cồn chị. Hồi nãy là đuổi xanh coban. Còn cái này là măng cồn coban nha. Cái này em còn được 2 mét mấy chị ơi. 2 mét lụa hoa nè. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha. Hoa chắc coi dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em. 18 cho chị ở Bảo Ngọc nè. 2 mét hoa này là 34 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 34. Hoa 34 ngàn giùm em với nha. Lụa beo này chị ơi. Beo này chắc 100D co dạng đẹp nha chị. Lấy thì chốt lại giùm em nha chị ơi. Rất là đẹp luôn. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em nha mấy chị ơi. Hoa 2 mét này là bao nhiêu rồi? 34 ngàn mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 34. Hoa 34 ngàn giùm em với nha. Lấy chốt lấy giùm em mã 34 ngàn. 34 ngàn mấy chị.
Lụa hoa mấy chị ơi, lụa hoa này em còn đủ áo nha. 1m2 đủ áo nè. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi. 1m2. 1m2 này là 26.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 26. Áo 26.000 giùm em với nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 26 mấy chị. 1m2 26.000. Lấy thì chốt lên giùm em với nha. Mango hoa nhí mấy chị ơi, mango nhí nha. Lấy mango nhí thì chốt lên giùm em với nè. Mango nhí này em cần đủ áo nha. 1m mango đủ áo mấy chị. Canh may lên đủ áo thì chốt lên giùm em với nha. 1m. 1m 15.000. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 15 mấy chị ơi. Mango nhí 15.000 này. Lấy thì chốt lên giùm em mã 15. 15.000 giùm em với nha. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi, von hoa xanh nha. Von hoa xanh mấy chị, ai lấy von hoa thì chốt lên giùm em với nha. Von hoa này em còn được 2m. 2m von hoa nha, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với này. 2m hoa mấy chị. 2m này là 30.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30. Rất là một cái đầm rất là xinh luôn mấy chị. Lấy von hoa thì chốt lên giùm em mã 30. Von hoa 30.000 giùm em với nha. 2m 30.000 mấy chị. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30. 30.000 giùm em với nha. Em còn mảnh lụa họa tiết mấy chị. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. Họa tiết này em còn được à. 1m7 mấy chị ơi, 1m7 họa tiết chấm 100D co giãn cho mấy chị nè. Cái này lên quần ống suông ống rộng cũng rất là đẹp đúng không mấy chị. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. 1m7 họa tiết. 1m7 28.000, ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 28. Họa tiết 28 nha giùm em với nha. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 28 mấy chị. Họa tiết 28.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em với nha. Hoa 30 cho chị ạ, Khang Đỗ này, lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Lên số điện thoại giùm em với nha. Với lại hôm nay like cuối này nên là chị chọn thêm giùm em với nha chị. Chọn thêm để ngày mai em chốt đơn luôn nha chị ơi. Tầm 3-4 mảnh là đủ đơn rồi chị nè. Lấy số điện thoại giùm em với nha. Em còn mảnh lụa phụ nhung mấy chị ơi, lụa phụ nhung giùm em với nha. Lụa phụ nhung này em còn được 1m1 nè. Nó mềm giống như là nhung vậy mấy chị. Nó phụ nhung ở bên ngoài nha. Lấy thì chốt lên giùm em 1m1 lên áo, không thì lên chăn váy mấy chị. 1m1 22.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 lụa phụ nhung giùm em với nha. Dạ ok em thấy số nè. Chọn thêm giùm em nha chị ơi. Chọn tầm 3-4 mảnh là đủ rồi thôi chị. Lấy đi chốt lấy giùm em mã 22 mấy chị. 22.000 đủ áo nha. Lấy đi chốt lấy giùm em mã 22. Em còn mảnh von ép mấy chị ơi. Von ép giùm em với nha. Ai lấy von ép thì chốt lấy giùm em với nè. Von ép này em còn được 3m mấy chị. 3m von ép nha. Ai lấy von ép thì chốt lên giùm em. Lót lên một cái đầm bao xinh luôn mấy chị. Lấy von ép hoa thì chốt lên giùm em với nha. 3m. Cho chị mango xanh coban luôn. 3m 35.000 nha mấy chị ơi. Ai lấy von hoa thì chốt lên giùm em mã 35 nha. Von hoa 35.000 nha mấy chị. Von hoa 35.000. Cái này em còn được 2m rưỡi nha chị Thảo Nguyễn Thị ơi. Mango cô ba này em còn được 2m rưỡi nha. 2m rưỡi 56.000 nha chị. Lấy thì ok lại giùm em lần nữa nha chị ạ. Thằng Nguyễn Thị nè. 2m rưỡi 56.000 giùm em nha. Ai lấy von ép hoa thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Dạ ok chị Thảo Nguyễn Thị nè. 35. 35 cho chị Vy Lê nè. Dạ ok 56 cho chị Thảo Nguyễn Thị nè. Em còn mảnh dập ly mấy chị ơi, mango dập ly nha. 3m von ép 35. Von ép 35 em còn một mảnh cho chị Khang Độ nữa nè. Mango dập ly mấy chị ơi, mango dập ly hoa hồng đen nha. Lấy mango dập ly thì chốt lấy giùm em với nè. Mango dập ly này em còn được à. 1m8 mấy chị, 1m8 mango dập ly nha. Ai lấy mango dập ly thì chốt lấy giùm em mấy chị ơi, lên một cái đầm rất là xinh luôn. Mango dập ly chấp dày dặn cho mấy chị luôn, hoa hồng đen nha. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 49. 49.000 mango nha. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 49. Mango 49.000 mấy chị, lấy mango thì chốt lên giùm em mã 49 nha. Dập ly mango mấy chị ơi, mango dập ly 49.000.
lấy đi chốt lấy giùm em mẹ bốn chín. Xong tôi tâm nguyện rồi. Em còn mảnh von lá mấy chị ơi, lá đủ màu nha. Ai lấy lá đủ màu thì chốt lấy giùm em lên một cái áo dài rất là sang luôn mấy chị. Lấy lá đủ màu thì chốt lấy giùm em với nha. 3m2 mấy chị ơi, 3m2 von lá nè. Lấy hết thì chốt, không thì chia đôi ra giùm em với nha. Cái này mấy chị lên áo dài thì rất là đẹp luôn. Nữa đi. Ngày nào cũng thấy nhé. Không phải ngày nào mà lúc nào. Đó, anh sẵn nhé. Sáng nay mấy chị nhắn vô cái màn hình điện thoại mấy chị ơi, nhắn vô cái màn hình điện thoại giùm em với nha. Đây nó hiện lên cái trang fanpage của em nè. Mấy chị nhắn chữ theo dõi xong rồi nó hiện lên cái chữ xem đầu tiên mấy chị ơi, xem đầu tiên nha mấy chị, nhắn vô đi. Là tới ngày mà em like thì nó sẽ thông báo cho mấy chị vô chọn nha mấy chị ơi. Tại dạo này cái trang fanpage của em nó mất tương tác mấy chị. Nên là mấy chị nhắn theo dõi đi, là có gì em like thì nó thông báo cho mấy chị nha. 39.000 mấy chị. 3m2, 39 ngay giùm em với nha. Ai lấy von lá thì chốt lấy giùm em mà 39 mấy chị. Von lá 3m2, 39 ngàn. Lấy hết thì chốt, không thì chia đôi ra giùm em với nha. Lấy von thì chốt lấy giùm em mà 39. 39 ngay giùm em với nha. Lá 39 ngàn. Em còn mảnh lụa đốm mấy chị ơi, lụa đốm giùm em với nha. Ai lấy đốm thì chốt lấy giùm em với nè. Đốm này em còn được 2m, 2m lụa đốm nha. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em 39 cho chị Vi Lê nè. 2m này là 31.000. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 31. Đốm 31.000 giùm em với nha. Lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 31 với chị. 2m 31.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 31 nha. Hình như hồi chiều kiếm cái mảnh đuổi màu vàng đúng không nhỉ? Đuổi vàng 2m. Đúng là vàng. Đúng rồi. Kìa. Bên này hết rồi hả? Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi. Nó bị sụi chứ do gì? À bị sụi. Lụa hoa mấy chị ơi, lụa hoa này em còn được 1m7 nha. 1m7 lụa hoa nha, tưởng là còn hàng khúc. Ai lấy hoa thì trốn lấy giùm em với nha mấy chị ơi, 1m7. 1m7 32.000, ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 32. 1m7 32.000 giùm em với nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 32 mấy chị, 31 hả? 1m7 32.000. 31 cho chị Nguyễn Trang nè. 1m7 32.000 mấy chị, lấy thì chốt lấy giùm em mã 32 nha. 32.000 1m7 mấy chị, lấy thì chốt lấy giùm em với nè. Em còn mảnh măng gồ nhí đen mấy chị ơi. 32 cho chị Vi Tường. Măng gồ nhí đi giùm em với nha. Ai lấy măng gồ nhí thì chốt lên giùm em với nè. Cái này lên đồ cho bà cho mẹ cũng được mấy chị. Măng gồ nhí thì em còn được 2m nha. 2m măng gồ nhí mấy chị ơi. Ai lấy măng gồ nhí thì chốt lên giùm em với nha. 2m. 2m 30.000. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 30. Măng gồ 30.000 giùm em với nha. Lấy măng gồ thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị. 30.000 giùm em với nè. Khúc vải. Hoa to. À cái này đúng không chị? Cái hoa này đúng không chị ơi? Lụa hoa to này là lụa 100D giùm em nha chị ơi. Lụa 100D hoa to nha. Chắc coi dạng đẹp cho mấy chị luôn. Lấy thì chốt mã lên giùm em nha mấy chị. Lụa hoa to này em còn được 2m8 nha chị ơi. 2m8 lụa hoa to này chắc coi dạng nha. Lấy thì chốt mã lên giùm em. 2m8 này là 46.000 nha chị ơi. 2m8 46.000 này. Lấy thì chốt lên giùm em mã 46. 46.000 hoa rất là đẹp đúng không chị? Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 46 nha. 46.000 giùm em. Dạ ok, 46 cho chị Khang Đỗ này. Lấy măng gồ thì chốt lên giùm em mã 30 nha mấy chị ơi. 2m 30.000. Lấy thì chốt lên giùm em vào nha. Em còn mảnh lụa lá mấy chị. Lụa lá giùm em vào nha. 2m nhí vàng. À nhí vàng này là chắc von lụa nha chị Vi Lê ơi. Nhí vàng này là chắc von lụa giùm em với nha. Cái này em còn được tầm 4m đó chị ơi. Nếu mà lấy hết thì chốt, không thì chia đôi ra giùm em nha chị. Nhí vàng này là chắc von lụa nè. Lên đồ bao xanh luôn. Lên một cái đầm hay là lên áo dài cũng rất là đẹp đúng không chị. Dạ 46 cho chị Khang Đỗ. Đó. Dạ 2m cho chị Vi Lê nè. 2m cho chị Vi Lê nha. Cái đó em
còn được 2 miếng đó chị ơi, chị nào muốn lấy thì chốt lấy giùm em đi. Cái đó 2 miếng chiếc tầm 35, 36 ngàn thôi mà chị ơi, rất là xinh luôn. Lên một cái đầm với chị. Em còn mảnh lụa lá nè, lá này em còn được 1m8 nha. 1m8 lụa lá mấy chị ơi, chắc 100D co dạng mạnh cho mấy chị luôn. Ai lấy lá thì chốt lấy giùm em với nha. 1m8 mấy chị. 1m8 32 ngàn giùm em với nha. Ai lấy lá thì chốt lấy giùm em mã 32 nè. Lá 32 ngàn mấy chị. Lấy lá thì chốt lấy giùm em mã 32. Lá 32 ngàn giùm em với nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 32 nè. 32 ngàn mấy chị ơi, 32 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em với nha. 32 cho chị ở Vi Lê nè. Mảnh nâu hoa bên cạnh, nâu hoa. Cái này là lụa lá nha chị ơi. Cái này là lá chắc lụa giấy nha chị ơi, chắc lụa giấy co dạng nhẹ nha. Lá nâu chị ơi. Lá nâu. Lá nâu. Lá nâu chắc lụa. Chắc lụa giấy co dạng nhẹ nha chị. Cái này em còn được 4 mét luôn chị ơi. 4 mét lá nâu nha, lấy hết thì chốt, không thì chia đô ra giùm em nha chị ơi. Dạ 2 mét nhĩ vàng cho chị khen đổ nè. 4 mét này là 60 ngàn nha chị ơi. Lấy hết thì chốt, không thì chia đô ra giùm em với nha. Lá nâu chị ơi. Lên đồ rất là xinh luôn. Họ tiết lại với chị. Lá nâu họ tiết lại giùm em với nha. Chắc lụa giấy co dạng nhẹ cho mấy chị nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia đô ra giùm em nha mấy chị ơi. 60 ngàn. 60 ngàn nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia đô ra giùm em với nha. Satin bell mấy chị ơi. Chị muốn may quần. Là chị may cái quần không không hả chị? Mấy quần ống suông ống rộng đẹp mấy chị ơi. Cái này may quần ống suông ống rộng cũng đẹp lắm nè. Satin bell mấy chị ơi. Satin bell này em còn 1m2 đủ lên áo nha. Ai lấy bell thì chốt lấy giùm em với nè. Bell mấy chị. 1m2 23 ngàn. Ai lấy bell thì chốt lấy giùm em mã 23. Bell 23 ngàn giùm em mày tân trang lại cái xe người ta coi. 23 ngàn mấy chị. Ai lấy bell thì chốt lấy giùm em mã 23 nha. Bell 23 ngàn giùm em nha chị ơi. Bell 23 ngàn. Em còn mảnh sọc mấy chị ơi. Sọc cái này là lụa. Lụa phủ nhung mấy chị ơi. Lụa phủ nhung giùm em với nha. Lụa phủ nhung họa tiết sọc này, cái này em còn được 2 mét. Chắc dài dạng lên đầm rất là xinh luôn mấy chị. Ai lấy lụa phủ nhung thì chốt lấy giùm em với nha. 2 mét sọc này là 43 ngàn. Ai lấy sọc thì chốt lấy giùm em mã 43. Sọc 43 ngàn giùm em với nha. 2 mét sọc 43 ngàn mấy chị. Lấy sọc thì chốt lấy giùm em mã 43. Khang đổ 43 ngàn mấy chị. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 43 nha. Sọc 43 ngàn. May áo yếm với lại quần ông xuân ông rộng 2 mét đủ không? Đủ không? Dạ đủ á chị à. Thì Sáu Nguyễn ơi đủ nha chị ơi. Có khi nó còn dư á chứ. Áo yếm nó còn nhiều đâu. Con xíu à. Lên đây, lên đây. Cái này sao lên? Em còn mảnh van hoa đủ màu mấy chị ơi. Van hoa đủ màu nha. Lấy hoa đủ màu thì chốt lấy giùm em với nha. Em còn được 3,5 mét mấy chị. 3,5 mét van hoa nè. Ai lấy van hoa thì chốt lấy giùm em với nha mấy chị ơi. Lên một cái đầm rất là xinh luôn. Lấy van hoa thì chốt lấy giùm em với nha. 3,5 mét lấy hết thì chốt, không thì chia đô ra giùm em với nè. 3,5 mét 50 ngàn. Ai lấy van hoa thì chốt lấy giùm em mã 50. Em chào chị Thủy Mộc nè. 50 ngàn van hoa mấy chị ơi. Lấy van hoa thì chốt lấy giùm em mã 50. Van hoa 50 ngàn giùm em với nha. 50 ngàn hoa mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 50. Nhí mấy chị ơi, nhí xanh nha. Ai lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi. Nhí xanh nè. Nhí xanh này em còn được 2 mét nha mấy chị ơi. 2 mét nhí xanh. Ai lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em với nha. 2 mét nhí mấy chị. 2 mét này là 37 ngàn. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 37 nha. Nhí 37 ngàn giùm em với nha. Nhí 37 ngàn. Van hoa 50 cho chị Khang đổ nè. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 37 mấy chị. Dạ ok, để em cắt cho chị 2 mét với lại em dùng đơn cho chị nha chị à. Thì Sáu Nguyễn nè. Mai em chốt đơn nha chị ơi, mai em chốt đơn cho chị nha. 37 ngàn mấy chị ơi, lấy nhí xanh thì chốt lấy giùm em mã 37 nha. Nhí xanh 37 ngàn. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 37. Đấy ha. Nè 2 mét. 37 ngàn giùm em với nha, nhí 37 ngàn mấy chị. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 37 nè, lên đâu bao nhiêu quên rồi, lấy đâu bao nhiêu mét quên rồi.
cho cái chút xem. Nó nhỏ lắm. Chút nhỏ bên kia sẽ đây nè. Hoa gì đen mấy chị ơi. Mẫu 1 sao 2. Mẫu 1 sao 2 hả? Anh đi xanh hả? Cái này là hoa nhí xanh lụa 100D nha chị à, Thủy Mộc ơi. Hoa nhí xanh lụa 100D nha, còn nhiều không biết. Khúc dài dài. Khúc. Hoa nhí xanh lụa 100D co giãn giùm em với nha. Cái này em còn hàng khúc dài dài á chị ơi. Chị nào lấy thì kèm mét lên giùm em đi. Kèm mét lên giùm em với nha mấy chị ơi. Nào lấy còn được nhiều mét. Dạ ok thì chị thì Sáu Nguyễn đi. Dạ ok em còn 2 mét cho chị Hạnh Vũ nè. 6 mét nhí xanh cho chị Thủy Mộc. Em còn mảnh nhí đen mấy chị ơi. Dạ ok 2 mét cho chị Vi Lê luôn nè. Nhí đen mấy chị ơi, lụa nhí đen luôn nha. Lụa nhí đen này em còn được 1 mét rưỡi. Vì nó không đủ đâu. 1 mét rưỡi nhí đen mấy chị. 1 mét rưỡi nhí đen nha. Thì kiếm thêm cái 3 mét nữa thôi. Em lấy 2 khúc cho chị được không chị Thủy Mộc ơi? Em lấy 2 khúc mỗi khúc 3 mét được không chị? Chưa. Tại vì cái đó ở trong hàng khúc đó chị ơi, mà khúc nó khúc dài á, chứ nó không phải ở trong hàng cây nha. Lấy thì chút lấy giùm em mã 27 mấy chị. Dạ ok chị Thủy Mộc này, 27 ngàn mấy chị ơi. 1 mét rưỡi 27 ngàn có vải màu nâu mây đồ cho bà. Cho bà mây đồ. Mây đồ bà ba nên không. Vải màu nâu. Mây gì? Bữa có mảnh đuổi nâu không tiêu rồi. Ờ bán rồi. Dạ không có nhưng chị Khang đổ ơi. Em có, em bán hết rồi chị ơi. Mấy cái màu đó em bán hết rồi chị. 27 cho chị ở Vi Lê nè. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi. Lụa hoa này em còn đủ áo nha. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em với nha mấy chị ơi. Hoa này em còn được 1 mét mốt nè. 1 mét mốt hoa nha. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em. Lên áo rất là xinh luôn các chị. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em với nha. 1 mét mốt 22 ngàn. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 22. 22 ngàn hoa giùm em với nha. Hoa đủ lên đủ áo mấy chị. 22 ngàn. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 22. 22 ngàn giùm em với nha. Em còn mảnh satin họa tiết mấy chị. Dạ ok chị nè. Satin họa tiết nha, ai lấy satin họa tiết thì chốt lấy giùm em lên đồ rất là mát luôn á chị. Lấy satin họa tiết thì chốt lấy giùm em với nha. Cái này em còn được 3 mét rưỡi nè. 3 mét rưỡi satin nha. Ai lấy satin thì chốt lấy giùm em. Lấy hết thì chốt không thì chia đôi ra giùm em nha mấy chị ơi. 3 mét rưỡi này là 51 ngàn. Ai lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 51. 51 ngàn 3 mét rưỡi nha. Lấy hết thì chốt không thì chia đôi ra giùm em mấy chị. 51 ngàn. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 51 không thì chia đôi ra giùm em với nha. 51 ngàn giùm em nha mấy chị ơi, 51 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mà, 51. Xanh lá. Cái này là tầm ướt nha chị Hạnh Vũ ơi. Này là tầm ước nha, em còn ở trong hàng cây á chị, để em cái cho chị 36 nha. Nếu mà đúng cái này thì chị ok lại giùm em lần nữa nha chị Hạnh Vũ nè. Tầm ước xanh lá giùm em nha. Hồi nãy chị cắt 2 mét rồi chị ơi, hay là chị lấy thêm. Hồi nãy chị cắt cái này 2 mét rồi chị. Đổi, dạ ok, để em đổi cho chị thành 36 nha. Dạ ok chị nè, đổi nha Út. Dạ ok. Ok anh Khang đổ nha. Chết rồi. Lấy satin thì chốt lấy giùm em với nha mấy chị ơi. Lấy satin thì chốt lấy giùm em với nha. Em còn mảnh lụa hoa xanh mấy chị ơi. Lụa hoa xanh giùm em với nha. Và mưa xanh lá dài em mỏng em. Không được mỏng. Cái
ta hướng này may bộ được nha chị. Thủy Mộc ơi, cái này không dày không mỏng nha, may đồ bộ được hả chị? Nó co dạng nhẹ nha chị ơi, co dạng nhẹ nha. Dạ em cắt cho, à cắt thêm. Dạ ok, vậy để em cắt thêm cho chị Hành Vũ này. Cái này lên may bộ được nha chị Thủy Mộc ơi, không dày cũng không mỏng nha chị. Lấy đi chốt lên giùm em thôi nha. Là lấy cắt thêm, không không cần xả cái 2m, cắt thêm 3m6. Em còn mảnh lụa hoa xanh mấy chị ơi, lụa hoa xanh giùm em với nha. Lụa hoa xanh này em còn được 1m5 nè. 1m5 lụa hoa 27.000. À lấy hoa thì chốt lên giùm em mẹ 27 nha. 27.000 hoa giùm em với nha. Chị em cảm ơn anh Khang Đỗ nè. 27.000 mà chị. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mà 27 cái đó có nhiều không? 27.000 giùm em, dạ để em cắt cho chị Thủy Mộc 2m nè. 36 với 2m nha. Em còn mảnh vân họa tiết mấy chị ơi, vân họa tiết giùm em với nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nè. Họa tiết này em còn được 1m5 nha mấy chị ơi, 1m5 họa tiết nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nè, 1m5 mấy chị. 1m5 này là 21.000, ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 21 nha. Họa tiết 21.000 giùm em mấy chị ơi, lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 giùm em với nha. Họa tiết 21.000. Em còn mảnh đuổi màu xanh mấy chị ơi. Đuổi màu xanh nhăn lên đồ rất là đẹp luôn nè. Chắc dày dạng co dạng mềm rũ nha. Cái này mấy chị lấy về may đồ thì rất là xinh luôn. Cái này em còn nhiều nha mấy chị ơi, lấy thì kèm mét lên giùm em với nha. Lấy thì kèm mét lên. Lấy thì kèm mét lên giùm em với nè. Cô chị nhiều chưa? Dạ cô chị nhiều lắm rồi á chị ạ. Villa chắc được một bao rồi chị. Bao chắc 10kg rồi á chị ơi. Ai lấy đuổi xanh thì kèm mét lên giùm em với nha. Chắc dày dạng đẹp cho mấy chị luôn. Lấy thì kèm mét lên giùm em với nè. Em còn mảnh nhí vàng mấy chị. Ai lấy nhí vàng thì chốt lên giùm em với nha. Nhí vàng này em còn đủ áo luôn nè. Nhí vàng này em còn được 1m1 nha. 1m1 nhí vàng chắc co dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nha. 1m1 mấy chị. Dạ ok em cảm ơn chị ạ. Vi Lê nè. 1m1 18.000. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 18 nha. Nhí vàng 18.000 giùm em nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 18 nè. 18.000 giùm em với nha. Nhí 18.000. Em còn mảnh von họa tiết mấy chị ơi, von họa tiết giùm em với nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. Von họa tiết mấy chị. Von họa tiết này em còn được 1m8 mấy chị ơi, 1m8 von họa tiết nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nè, lóc nó một cái đầm rất là xinh luôn mấy chị. 1m8 họa tiết. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. 1m8 24.000 này. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 24. Họa tiết 24.000 giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 24 mấy chị. Em còn mảnh lụa nhĩ vàng này mấy chị ơi. Lụa nhĩ vàng này em còn được 2m nha. 2m nhĩ vàng chắc lên đầm rất là xinh luôn mấy chị ơi. Chắc coi lụa lên đồ rất là mát luôn. Lấy nhĩ vàng thì chốt lấy giùm em với nha. 2m 2m 24 25.000 mấy chị. Ai lấy nhĩ vàng thì chốt lấy giùm em với nha. Ủa phải 2m không vậy? À cái này em còn được 1m5 thôi mấy chị ơi. Gì? Nhí vàng 1m5 nha mấy chị ơi. Không, em đâu có giờ đầu đâu. Nhí vàng này em còn được 1m5 thôi nha anh chị. Thủy Mộc ơi, 1m5 25.000 nha anh chị. Này em đo lộn 1m5 á chị ơi. Lấy thì chốt lại giùm em mã 25 nha. 25-24. Dạ ok chị Thủy Mộc nè. Nhí vàng hết luôn rồi đúng không? Tư cho chị ạ, cho anh Khang Đỗ này. Sao đọc chữ hoài luôn. Em cái dao dữ quá. Còn gì nữa không? Măng gồ nhí điên mấy chị ơi, măng gồ nhí điên nha. Lấy măng gồ nhí điên thì chốt lấy giùm em với nè. Đau cũ quá. Măng gồ nhí điên này em còn được 2m. 2m măng gồ nhí điên nha. Ai lấy măng gồ nhí thì chốt lấy giùm em với nè. 2m mấy chị.
Lên đồ cho bà cho mẹ cũng được nha, 33 ngàn. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 33. Mango 33 ngàn giùm em với nha. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 33 mấy chị. Mango 33 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em với nha. Em còn mảnh lụa trái cherry mấy chị ơi, lụa trái cherry giùm em với nha. Lụa trái cherry này em còn được 1m1 đủ áo mấy chị. 1m1 đủ áo nhanh không thì mấy chị lên đồ cho bé đi, rất là xinh luôn. Lấy lụa trái cherry thì chốt lên giùm em với nha. Mà cho ra cái này vẫn được em mày. Không. 16 ngàn mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 16 nha. 1m1 16 ngàn này. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 16. 16 ngàn giùm em với nha. Sao cho đủ áo vậy? Có cái nào đủ bộ không con kia? Em còn mảnh lụa họa tiết mấy chị ơi, lụa họa tiết giùm em với nha. Họa tiết thì em còn được 2m nè. 2m họa tiết cho 100D co dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. 2m mấy chị. 2m này là đồng 42 ngàn. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 42. Họa tiết 42 ngàn giùm em với nha. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 42 mấy chị. 2m 42 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 42. 42 ngàn giùm em với nha. Em còn mảnh lụa nhí mấy chị ơi, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nha. Nhí này em còn được 1m rưỡi nha mấy chị. 1m rưỡi nhí nè. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nha. 1m rưỡi. 1m rưỡi 27 ngàn. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27. Nhí 27 ngàn giùm em với nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 27 nè mấy chị. 27 cho chị Thủy Mận này. Em còn mảnh vân cát họa tiết mấy chị. Vân cát họa tiết giùm em với nha. Ai lấy vân cát họa tiết thì chốt lên giùm em với nè. Vân cát họa tiết này em còn được 2m nha. Chắc dày dặn lên áo không cần lót, nhưng mà lên váy đầm lót phần dưới giùm em với nha mấy chị ơi. 2m họa tiết nè. Ai lấy vân cát thì chốt lên giùm em mã 40. 40 ngàn 2m mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giùm em mã 40 nè. 2m 40 ngàn giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 40. 40 ngàn mấy chị. 40 ngàn nè. Héo quá mà. Em còn mảnh á. Thì dài dữ con mẹ cho tao. Cái thì dài quá, mất cái thì chết rồi. Sao biết được chứ. Đây của mày á. Em còn mảnh lụa họa tiết mấy chị ơi, lụa họa tiết giùm em với nha. Họa tiết này em còn được 3m2 mấy chị. 3m2 họa tiết chắc co vậy nha mấy chị nè. Lấy hết thì chốt, không thì chia đôi ra giùm em với nha. 3m2 họa tiết. 3m2 54 ngàn. A lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 54. Họa tiết 54 ngàn giùm em với nha. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 54 mấy chị. 3m2 54 ngàn nè. Lấy hết thì chốt, không thì chia đôi ra giùm em với nha. 54 ngàn mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 54. Em còn mảnh lụa xích nha. Xích lên đồ pyjama mấy chị. A lấy xích thì chốt lên giùm em với nè. Xích này em còn được 2m. 2m lụa xích nha. Ai lấy xích thì chốt lên giùm em. 2m này là 33 ngàn. Ai lấy xích thì chốt lên giùm em mã 33. Lụa xích 33 ngàn giùm em với nha. Lấy xích thì chốt lên giùm em mã 33 mấy chị. 2m 33 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em với nha. Em còn mảnh lụa lá mấy chị ơi. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em với nha. Lá này em còn được 2m mấy chị. 2m lá. Lấy lá thì chốt lên giùm em với nha. 2m này là 36 ngàn. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 36 mấy chị. Lá 36 ngàn giùm em với nha. Lấy lá thì chốt lên giùm em mã 36 mấy chị. 2m 36 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 36 nha. 2m 36 ngàn giùm em mấy chị ơi. 2m 36 ngàn. Em còn mảnh lụa họa tiết mấy chị. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. 36 cho chị Hoàng Lê nè. Họa tiết nha mấy chị ơi. Lụa họa tiết thì em còn được 2m. 2m họa tiết chắc co dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. 2m. 2m này là 37 ngàn. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 37. Họa tiết cho 100D co dạng cho mấy chị luôn. 37 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 37 nha. 2m 37 ngàn giùm em mấy chị ơi. 2m 37 ngàn nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 37 nha. 2m 37 ngàn giùm em.
Em còn mận super khoa mấy chị ơi. Super khoa giùm em với nè. Cái này là super khoa mềm mấy chị. Super khoa loại mềm nha. Cái này em còn được 2,5 mét này, 2,5 mét super khoa nha. Ai lấy super khoa thì chốt nó giùm em. Loại mềm rũ mấy chị. Lấy super khoa thì chốt nó giùm em 37 cho chị Hoàng Lê luôn nè. 2,5 mét này là 46.000 nha. Ai lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 46. Hoa 46.000 giùm em với nha. Lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 46 mấy chị. 2,5 mét 46.000. Lấy thì chốt nó giùm em với nha. 46.000 mấy chị. Em còn mảnh thô hoa này. Thô hoa lên áo thấm mút mồ hôi rất là mát mấy chị ơi. Lấy thô hoa thì chốt nó giùm em với nha. Thô hoa này em còn được 1 mét. Lên áo kiểu mấy chị. Lấy thô thì chốt nó giùm em với nha. Lên áo rất là mát luôn, thấm mút mồ hôi nha mấy chị. Lấy thô thì chốt nó giùm em với nè. 1 mét thô này là 15.000. Ai lấy thô hoa thì chốt nó giùm em mã 15. 15.000 thô hoa giùm em với nha. Hoa rất là xinh luôn mấy chị. Lấy thì chốt nó giùm em mã 15. 15.000 mấy chị ơi. Ai lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 15. 15.000 giùm em với nha. Em còn mảnh lụa đốm mấy chị. Ai lấy đốm thì chốt nó giùm em với nha. Đốm này em còn được 2,5 mét luôn này. 2,5 mét đốm nha. Ai lấy đốm thì chốt nó giùm em với này. 2,5 mét. 2,5 mét này là 40.000. Ai lấy đốm thì chốt nó giùm em mã 40, 15 cho chị Hoàng Lê. 40.000 mà chị. 2,5 mét 40.000 giùm em với nha. Lấy thì chốt nó giùm em mã 40. Đốm 40.000 mà chị. Ai lấy thì chốt nó giùm em. Em còn mảnh lụa hoa vàng này. Lụa hoa vàng này em còn đủ áo nha. 1 mét hoa vàng mà chị. Ai lấy hoa vàng thì chốt nó giùm em với nha. 1 mét hoa. Lấy hoa thì chốt nó giùm em với nè. 1,17 mét. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 17. 17.000 hoa mấy chị ơi. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 17. Lấy vải ơi. 17.000. Vải. Ừ. 17.000 mấy chị. Em còn mảnh lụa đuổi mấy chị ơi. Hoa vàng 17 cho anh Khang Đỗ nè. Lụa đuổi hoa mấy chị ơi. Lụa đuổi hoa giùm em với nha. Chắc lụa đuổi co giãn mềm rũ cho mấy chị luôn nè. Ai lấy lụa đuổi hoa thì chốt nó giùm em với nha. Cái này em còn được 2 mét mấy chị. 2 mét lụa đuổi mấy chị ơi. Chắc dày dạng mềm rũ cho mấy chị luôn. Lấy hoa thì chốt nó giùm em với nha. 2 mét. 2 mét 49.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt nó giùm em mã 49 nha. 2 mét 49.000 hoa giùm em. Chắc dày dạng nha mấy chị ơi. Lụa đuổi dày dạng mềm rũ luôn. 49.000. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 49. 49 nha giùm em với nha. 49.000 mấy chị. Có mấy bạn chào. Thấy lộn trong hỏi. Lộn hay quá hen. Em còn mảnh lụa hoa vàng mấy chị ơi. Lụa hoa vàng giùm em với nha. Ai lấy lụa hoa thì chốt lên giùm em với nè. Hoa này em còn nhiều mấy chị ơi. Lấy hết thì chốt không thì kèm mấy lên giùm em với nha. Rồi. Lố rồi đấy. Hoa vàng này em còn được bao nhiêu vậy? 7,5 mét. Con kia 9,5 mét. Cái này em còn được 11 mét mấy chị. 11 mét hoa vàng giùm em với nha. Lấy hết thì chốt không thì gì kèm mét lên giùm em đi mấy chị ơi. Kèm mét lên giùm em với nha. Hoa rất là đẹp luôn nè. Kèm mét lên giùm em với nha. Em còn được 11 mét luôn mấy chị. Lấy thì kèm mét lên giùm em với nha. 49 cho chị Nguyễn Trang nè. Lấy hoa vàng này kèm mét lên giùm em nha mấy chị ơi. 11,5 mét luôn mấy chị ơi. Lụa 11 mét nha. Lấy kèm mét lên giùm em. Cái này là lụa hoa 100D co giãn đi cho mấy chị luôn. Lấy đi kèm mét lên giùm em thôi nha. Kèm mét đi mấy chị. Siêu dài luôn. Lấy đi kèm mét lên giùm em thôi nha. Còn mày lấy. Nhưng mà cho tiền 20 mét nữa luôn. Tiếng phải quýnh mày quá. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi. Lụa hoa giùm em với nha. Hoa này em còn 2 mét này. 2 mét hoa nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em nha mấy chị. 2 mét lụa hoa này. Chắc 100D co giãn. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha. 2 mét 36.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 36. Lụa hoa 36.000 giùm em với nha. Lấy lụa hoa nhí thì chốt lên giùm em mã 36.000. Hoa nhí 36.000 mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 36 nha.
không biết cái đầu nó ở chỗ nào luôn, nhớ là mình cắt. Em còn mảnh satin đốm á chị ơi, satin đốm giùm em với nha. Cái dưới đen như thế nào? Cắt chúng cái cục á. Em còn mảnh satin đốm á chị ơi, chắc satin hàng mềm rủ đẹp cho mấy chị luôn. Ai lấy đốm thì chốt lấy giùm em với nha, rất là rủ luôn mấy chị. Màu xanh lơ nha mấy chị ơi, 2m. 2m đốm này. 2m satin này là 32.000, ai lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 32. Satin 32.000 giùm em với nha. Lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 32 mấy chị, lên đồ bao mát luôn. 2m 32.000 giùm em với nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 32. Em còn mảnh vân tơ mấy chị. Vân tơ họa tiết giùm em với nha. Tơ họa tiết này em còn được 2m. 2m tơ nha. Ai lấy tơ thì chốt lấy giùm em với nè. 2m tơ mấy chị. 32 cho chị Vi Lê nè. 32 em còn nhiều nha mấy chị ơi. Chị nào muốn lấy thì kèm mét lấy giùm em với nha. 2m tơ này là 16.000. Ai lấy tơ họa tiết thì chốt lấy giùm em mã 16 nha. Tơ họa tiết hình con cá mấy chị. 16.000 nè. Lấy tơ thì chốt lấy giùm em mã 16. 16.000 giùm em với nha. Tơ 16.000 mấy chị. Lấy tơ thì chốt lấy giùm em mã 16 nha. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi, lụa hoa này em còn được 1m7 nè. 1m7 lụa hoa nha, ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em với nha mấy chị. 16 cho chị Hoàng Lê. 1m7 24.000, ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 24. 24.000 hoa giùm em với nha, hoa 24.000 mấy chị. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 24 nha. 1m7 24.000. Em còn mảnh satin bell mấy chị. Satin bell giùm em với nha. Ai lấy bell satin thì chốt lấy giùm em. Cái này em còn được 1m5 luôn mấy chị ơi. 1m5. Dạ bông chín em bỏ cho chị rồi chị Nguyễn Trang ơi. 1m5 23.000 nha. Ai lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 23. Satin 23.000 giùm em với nha. Lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 23 mấy chị. Satin 23.000 nè. Ai lấy thì chốt lấy giùm em với nha. Lụa hoa 24 hả? Hoa 24 cho anh Khang đổ nè. Em còn mảnh lụa xích mấy chị ơi. 23 cho chị Hoàng Lê luôn nha. Lụa xích mấy chị ơi, lụa xích giùm em với nha. Ai lấy xích thì chốt lấy giùm em với nè. Xích này em còn được 2m nha mấy chị ơi. 2m lụa xích. Chắc co dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy xích thì chốt lấy giùm em với nha. 2m xích mấy chị ơi. 2m này là 35.000. Ai lấy xích thì chốt lấy giùm em mã 35. 2m 35.000 giùm em với nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 35 mấy chị. 2m 35.000. Em còn mảnh von hoa xanh nè. Ai lấy von hoa thì chốt lấy giùm em với nha. Von hoa này em còn đủ áo mấy chị. 1m von hoa đủ áo nha. Canh may lên đủ áo thì chốt lấy giùm em với nè. 1m thôi mấy chị ơi. Canh may lên áo thì chốt lấy giùm em với nha. Đúng rồi. Ừ. 1m 14.000. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 14. Von hoa 14.000 nha. 1m 14.000 mấy chị. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 14. 14.000. Mango mấy chị ơi, mango nha. Ai lấy mango thì chốt lấy giùm em với nha mấy chị. Mango này em còn được 1m5 nè. 1m5 mango họa tiết nha, lên đồ rất là sang luôn. Ai lấy mango họa tiết thì chốt lấy giùm em với nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nè. 1m5 mango. 1m5 31.000. Ai lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 31. 31.000 1m5 giùm em với nha. Lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 31 mấy chị. Mango 31.000 nè. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 31. Em còn mảnh von loan nha. Von loan mấy chị, ai lấy von loan thì chốt lấy giùm em với nè. Von loan này em còn được 2m. 2m loan nha. Ai lấy von loan thì chốt lấy giùm em với nha mấy chị ơi. 2m. 2m 29.000. Ai lấy loan thì chốt lấy giùm em mã 29. 29.000 loan giùm em với nha. Loan 29.000 mấy chị. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 29. 29.000 giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 29. Em còn mảnh lụa sọc mấy chị ơi, lụa sọc giùm em với nha. Ai lấy sọc thì chốt lên giùm em với nè. Sọc này em còn được 1m2 mấy chị. 1m2 sọc này lên áo sơ mi kiểu, không thì lên quần ống suông ống rộng mấy chị. Ai lấy sọc thì chốt lên giùm em với nha. 1m2 24.000. Ai lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 24. Sọc 24.000 giùm em với nha.
Lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 24 mấy chị. Sọc 24.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 24. 24 nghe giùm em với nha. Sọc 24.000 chắc 100D co dạng cho mấy chị luôn 24.000. Lấy sọc thì chốt lên giùm em mã 24. 24 nghe giùm em với nha. Em còn mảnh von hoa mấy chị. Ai lấy von hoa thì chốt lên giùm em với nha. 24 cho chị Hoàng Lê nè. Von hoa này em còn được 1m7 nha, 1m7 von hoa mấy chị ơi, lót lên một cái đầm rất là xinh luôn. Ai lấy von hoa thì chốt lên giùm em với nha, 1m7 mấy chị. 1m7 23.000, ai lấy von hoa thì chốt lên giùm em mã 23. Von 23 mấy chị. 1m7 23.000, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 23. Hoa 23.000 giùm em với nha. Em còn mảnh lụa họa tiết mấy chị. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. Họa tiết thì em còn được 2m này, 2m họa tiết cho 100D co giãn. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. Họa tiết 34.000 mấy chị, ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 34. Họa tiết 34.000 giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 34 mấy chị. Họa tiết 34.000 nè. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 34, chắc co giãn cho mấy chị luôn 34.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 34. 34.000 giùm em với nha. Em còn mảnh lụa trái tim mấy chị. Lụa trái tim giùm em với nha. Lụa trái tim này em còn đủ áo mấy chị ơi. Lụa trái tim này em còn được 1m2 đủ áo nha. Canh may lên áo thì chốt lên giùm em với nè. 1m2 mấy chị. 34 cho chị Hoàng Lê nè. 34 em còn một mảnh cho chị Vi Tường. 23.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì ai lấy lụa trái tim thì chốt lên giùm em mã 23. 23.000 lụa trái tim giùm em với nha. Đủ lên áo mấy chị, không thì lên đầm cho bé nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 23. 1m2 23.000 giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 23 nè. Em còn mảnh lụa nhí mấy chị ơi, lụa nhí giùm em với nha. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nè. Nhí này em còn được 3m luôn nha, 3m nhí mấy chị. Nhí này mấy chị lên đồ cho bà cho mẹ cũng được nè. Chắc co dạng 4 chiều cho mấy chị luôn. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi, nhí 3m nhí nha. Lên đồ cho bà cho mẹ cũng được mấy chị. 3m này là 48.000, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 48 nha. 3m 48.000 giùm em mấy chị ơi, 3m 48.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 48. 3m 48.000 giùm em với nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 48 nè. Em còn mảnh von cát lon mấy chị ơi, von cát lon. Chắc dày dặn lên áo không cần lót nhưng mà lên váy đầm lót phần dưới giùm em với nha. Von cát lon này em còn được 2,5m mấy chị. 2,5m cát lon nè. Ai lấy lon thì chốt lên giùm em với nha. 2,5m 45.000, ai lấy lon thì chốt lên giùm em mã 45. Von lon 45.000 nha mấy chị ơi, 2,5m 45.000 nè. Lấy lon thì chốt lên giùm em mã 45. 45.000 giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 45 nè. 45.000 mấy chị. Em còn mảnh lụa nhí xanh. Ai lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em với nha. Nhí xanh mấy chị. Nhí xanh chắc 100D co giãn đi cho mấy chị luôn. Lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em với nha. Nhí xanh này em còn được 3m mấy chị ơi. 3m nhí xanh chắc co giãn nè. Lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em với nha. 3m nhí mấy chị. 3m này là 49.000, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 49 nha. 3m 49 nha giùm em mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 49. 49 nha giùm em với nha, nhí 49.000. Lấy thì chốt lên giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 49 nha mấy chị, 49.000 nè. Em còn mảnh măng gồ hoa nhí mấy chị ơi. Măng gồ nhí nha, ai lấy măng gồ thì chốt lên giùm em. Măng gồ nhí hồng mấy chị, cái này em còn được 1m thôi nè. 1m măng gồ nhí hồng, canh mây lên áo không thì lên đầm cho bé nha. Màu rất là xinh luôn mấy chị ơi. Lấy măng gồ nhí thì chốt lên giùm em với nha. 1m 15.000, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 15 mấy chị. Nhí 15.000 nè. Lấy măng gồ nhí thì chốt lên giùm em mã 15. Măng gồ nhí 15.000 giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 15 á chị. 15.000 giùm em với nha, măng gồ 15.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 15.
Em còn mảnh satin sọc mà chị ơi, satin sọc giùm em với nha. Satin sọc này em còn được 2m, 2m satin hàng mềm rũ cho mấy chị luôn. A à, lấy sọc thì chốt lấy giùm em với nha. Em chào chị Vũ Loan này. 2m 32.000 mấy chị, ai lấy sọc thì chốt lấy giùm em mã 32. 2m 32.000 giùm em với nha, lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 32 mấy chị. Satin sọc 32.000 giùm em với nha. Chắc satin mềm rũ đây cho mấy chị luôn 32.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32 ngàn giùm em với nha. Em còn mảnh lụa chữ mấy chị. Lụa chữ này em còn đủ áo nha. Lên áo sơ mi kiểu mấy chị ơi 1m2. 1m2 chữ canh may lên áo thì chốt lên giùm em với nha. Lên áo sơ mi kiểu mấy chị. 1m2 22 ngàn. Ai lấy chữ thì chốt lên giùm em mã 22. Chữ 22 ngàn giùm em với nha. Lấy chữ thì chốt lên giùm em mã 22 nè. 22.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 22 mấy chị ơi, 22.000 giùm em với nha. Em còn mảnh von họa tiết mấy chị. Ai lấy von họa tiết thì chốt lấy giùm em với nha. Von họa tiết thì em còn nhiều nè mấy chị ơi, lấy hết thì chốt không thì kìm mấy lấy giùm em với nha. Cái này em còn nhiều mấy chị, cái này mấy chị lót lên một áo dài đi rất là sang luôn nè. Lấy thì kèm mét lên giùm em với nha, cái này em còn nhiều nè mấy chị. Ai lấy von họa tiết thì kèm mét lên giùm em với nha. Lấy thì kèm mét lên giùm em với nè. Em còn mảnh lụa nhí mấy chị. Nhí xanh nha, ai lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em với nè. Nhí xanh này em còn được 1m mấy chị ơi, 1m nhí xanh nha. Canh may lên áo thì chốt lên giùm em 1m. 1m 19.000, ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 19. Nhí 19.000 giùm em với nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 19 mấy chị. Nhí 19.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em với nha. Em còn mảnh lụa họa tiết mấy chị. Lụa họa tiết giùm em với nha. Họa tiết này em còn được à. 1m rưỡi mấy chị ơi, 1m rưỡi họa tiết nhan trắng 100D co dạng như mấy chị luôn. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha, 1m rưỡi mấy chị. Một mét rưỡi 25.000 giùm em với nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 25 này. Họa tiết 25.000 giùm em với nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 25 mấy chị. Họa tiết 25.000. Em còn mảnh lụa đuổi mấy chị. Lụa đuổi chất dài dạng mềm rũ cho mấy chị luôn. Lụa đuổi hoa nha. Ai lấy lụa đuổi hoa thì chốt lên giùm em với nè. Cái này em còn được 2m. 2m lụa đuổi hoa nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mấy chị ơi, 2m. Hết rồi. 2m 45.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 45. Hết người chứ không phải hết vải. 45.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 45 nha. Chắc lụa đuổi co dạng mềm rũ cho mấy chị luôn, 45.000. Lấy lụa hoa thì chốt lấy giùm em mã 45. 45.000 giùm em với nha. Em còn mảnh lụa phụ nhung mấy chị ơi. Satin mấy chị. Satin đốm nha. Satin đốm này em còn được 1m6 nha. 1m6 satin mấy chị ơi. Lấy satin đốm thì chốt lấy giùm em với nha mấy chị. 1m6. 1m6 33.000. A lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 33. Đốm 33.000 giùm em với nha. Lấy đốm thì chốt lên giùm em mã 33 mấy chị. 1m6 33.000. A lấy thì chốt lên giùm em mã 33. 33.000 giùm em với nha. Em còn mảnh von cát họa tiết mấy chị. Von cát họa tiết chân hai đầu cho mấy chị luôn. Lấy von cát thì chốt lên giùm em với nha. Lên váy đầm lót phần dưới giùm em với nha mấy chị ơi, 2m. Gì vậy? Sao vậy? Lộn là sao? 2m 34.000 mấy chị ơi, hai lấy chốt lên giùm em mã 34 45 hả? Em chào chị Chiến Nguyễn Thị nè. 45 cho chị Chiến Nguyễn Thị nha. Lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Lên số điện thoại giùm em với nha. Họ Nguyễn còn họ Lữ khác nha. Nhớ chưa? Lên số điện thoại để em lưu đơn cho chị nha chị Chiến ơi. Lên số điện thoại giùm em với nha. Ai lấy von cát họa tiết thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi, 2m.
2m34 ngàn, nhưng ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 34 mấy chị. Lên áo vẫn còn lót nhưng mà lên váy đầm lót phần dưới giùm em với nha. 2m34 ngàn giùm em với nha mấy chị ơi. 2m34 ngàn lấy thì chốt lên giùm em với nha. 34 ngàn mấy chị. Em còn mảnh lụa hoa này, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi. 2m lụa hoa. Lụa hoa này em còn được 1m8 nha mấy chị ơi, 1m7 nha. 1m7 lụa hoa này chắc 100D co dạng cho mấy chị luôn. Ai lấy hoa chùm thì chốt lên giùm em với nha. 1m7 lụa hoa chùm mấy chị. 1m7 này là 30 ngàn, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30. 1m7 30 ngàn giùm em với nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30 mấy chị, chắc co dạng cho mấy chị luôn 30 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 30. Em còn mảnh á. Lụa phối nhũ mấy chị ơi. Cái này von tầm mấy chị, von tầm phối nhũ nè, von tầm phối nhũ nha. Nhũ của nó màu xanh trùng với màu vải mấy chị ơi, trùng với màu vải nha. Cái này mấy chị là một cái đầm này rất là xinh luôn, em còn được 2 mét nha. Von tầm phối nhũ mấy chị. Ai lấy nhũ thì chốt lên giùm em với nha, 2 mét. 2 mét 41 ngàn, ai lấy nhũ thì chốt lên giùm em mã 41. Nhũ 41 ngàn giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 41 này. 41 ngàn mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 41. Em còn mảnh Super Bell nha. Ai lấy Super Bell thì chốt lấy giùm em với nè. Super Bell này em còn được 2 mét nha chị ơi. 2 mét Super Bell. Ai lấy Bell Super thì chốt lấy giùm em với nha. 2 mét. 2m37 ngàn, ai lấy bê thì chốt lấy giùm em mã 37. Bê 37 ngàn giùm em với nha. Lấy bê thì chốt lấy giùm em mã 37 với chị. 37 ngàn. Ngày mai em chốt đơn, chị nào mà chưa đủ đơn thì cố gắng chọn đủ đơn giùm em với nha mấy chị ơi. Chọn đủ đơn để ngày mai em đi đơn nha. Em còn mảnh vân tơ nhí mấy chị ơi, vân tơ nhí nha. Ai lấy tơ nhí thì chốt lấy giùm em với nè, nhí mấy chị. Tơ nhí giúp em với nha, siêu nhẹ cho mấy chị luôn. Tơ nhí thì em còn được 2m, 2m tơ nha. Ai lấy tơ thì chốt lấy giúp em với này, 2m. 2m 22 ngàn, ai lấy tơ thì chốt lấy giúp em mã 22. 22 ngàn tơ giúp em với nha. Tơ nhí 22 ngàn mấy chị. Lấy tơ thì chốt lấy giúp em mã 22. 22 ngàn giúp em với nha. Tơ 22 ngàn mấy chị ơi. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 22. Em còn mảnh lụa nhí này, nhí thì em còn đủ áo nha. 1m nhí mấy chị, ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em với nha. Chắc co dạng này. Lên áo không thì lên váy đầm cho bé nha, rất là xinh luôn. 1m nhí nha. 1m 19 ngàn, ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 19. Nhí 19 nghe giùm em với nha. Lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 19 mấy chị. Nhí 19 nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em với nha. Em còn mảnh von hoa vàng mấy chị ơi, von hoa vàng nha. Ai lấy von hoa thì chốt lấy giùm em với nha mấy chị. Von hoa này em còn được 3m, 3m von hoa nha. Lấy von hoa vàng thì chốt lấy giùm em với nè, 3m hoa mấy chị. 3m này là 35 ngàn, ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 35. 3m 35 ngàn giùm em với nha. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 35 mấy chị. Von hoa 35 ngàn. Ai lấy von hoa thì chốt lấy giùm em mã 35 nha. 3m 35 ngàn giùm em nha mấy chị. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 35 nè. Hoa 35 ngàn nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 35. Em còn mảnh lụa nhí mấy chị ơi, lụa nhí đi nha. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em với nè. Lụa nhí mấy chị 35 cho chị Hoàng Lê nè. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em với nha. Nhí thì em còn được 3m luôn mấy chị ơi, 3m nhí nha. Chắc lụa 75D co dạng nhì cho mấy chị nè. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em với nha. 3m nhí mấy chị. Cái này mấy chị lên đồ cho bà cho mẹ cũng được nè.
3 mét này là 36 nha. Ai lấy nhí thì chốt nó giùm em mã 36 nha. 3 mét 36 nha giùm em với nha. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 36 mấy chị nhí 36 nha. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 36. 36 nha giùm em với nha. Em còn mảnh satin mấy chị. Satin họa tiết nè. Ai lấy satin họa tiết thì chốt nó giùm em với nha. Satin này em còn đủ áo mấy chị. Satin này em còn được 1m2 đủ áo nha. Chắc satin đẹp mềm rũ cho mấy chị luôn. 1m2 satin, ai lấy satin thì chốt lấy giùm em với nha. 1m2 22.000 mấy chị. Ai lấy satin thì chốt lấy giùm em mã 22. 22.000 satin giùm em với nha. Satin 22.000. Lụa satin 22.000 giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 22 mấy chị ơi. Hả? Cái đó cái gì vậy? Không biết. Ủa chứ ai mua rồi hả? Ừ. Nào. Mày nói bị gì vậy? Nhận được không? Uống dữ. Lùa lá mấy chị ơi, lùa lá giùm em với nha. Lá này em còn được 2 mét. 2 mét lá nha. Ai lấy lá thì chốt lấy giùm em với này 2 mét lá mấy chị. Xe cũng được mẫu. Vô nhiều không? Ba mươi bảy ngàn mấy chị ơi, ai lấy lá thì chốt lấy giùm em mã 37 nha. Lụa lá 37 nghe giùm em với nha. Lấy lá thì chốt lấy giùm em mã 37 nè. Lá 37 nghe giùm em với nha. Ai lấy lá thì chốt lấy giùm em mã 37. 37 nghe giùm em với nha. Ba hồi một đống, ba hồi còn 2 mét bán hết rồi. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 37. 37 cho chị ở Ville nè. Von Bell mấy chị ơi, ai lấy Von Bell thì chốt lấy giùm em thôi nha. Số này nó phải ở lại với mày. Nó là phải ở lại với mày chứ không chịu đi. Chưa, không, đi đâu mất tiêu rồi. 1m8 mấy chị ơi, 1m8 Von Bell nha. Ai lấy Bell thì chốt lấy giùm em với nè. 1m8 Bell mấy chị. 1m8 20.000, ai lấy Bell thì chốt lấy giùm em mã 20. Von Bell 20.000 giùm em với nha. Ai lấy Bell thì chốt lên giùm em mã 20 với chị. Von Bell 20.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 giùm em với nha. Em còn mảnh lụa hoa mấy chị ơi. Lụa hoa giùm em với nha. Hoa này em còn được 1m1 với chị. 1m1 hoa nha. Canh may lên áo thì chốt lên giùm em với nha chị ơi. Hoa vàng. Hoa vàng 1m1 nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em. 1m1 19.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 19. Hoa 19 nha giùm em với nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 19 mấy chị. 1m1 19.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 19. 19 nha giùm em với nha. Em còn mảnh lụa Hàng Châu mấy chị ơi, hoa lụa Hàng Châu nha. Ai lấy hoa lụa Hàng Châu thì chốt lấy giùm em với nè. Hoa lụa Hàng Châu chắc dày dặn đi cho mấy chị luôn. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em với nha. Hoa này em còn được 2m8 mấy chị. 2m8 hoa nhí giùm em với nha. Nhí đen mấy chị ơi, 2m8. Ai lấy nhí đen thì chốt lấy giùm em với nha. 2m8 thì là 50.000. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 50. Nhí 50.000 giùm em với nha. Lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 50 mấy chị. 28 50.000 nè. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 50. 50.000 giùm em với nha. Em còn mảnh von đốm mấy chị. Von đốm giùm em với nha. Ai lấy đốm thì chốt lấy giùm em với nè. Đốm này em còn được 2 mét. 2 mét von giùm em với nha. Von lót lên đồ mấy chị ơi, lên một cái đầm nha. Ai lấy von thì chốt lấy giùm em với nè, 2 mét. 2 mét 35.000, ai lấy von thì chốt lấy giùm em mã 35. Von 35.000 giùm em với nha. Lấy von thì chốt lấy giùm em mã 35 mấy chị. Von 35.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 35. 35.000 giùm em với nha. Bông gùa hoa hồng mấy chị ơi.
Mango hoa hồng nha. Ai lấy mango hoa thì chốt lên giùm em với nha. Mango mấy chị. Mango hoa này em còn được 1m7. 1m7 mango. Ai lấy mango hoa thì chốt lên giùm em với nha. 1m7 mấy chị. Đau lưng quá quên. Mai em mới chốt đơn nha chị Vũ Lân ơi. Mai em mới chốt đơn nha chị. Tại vì tối nay em like cuối để ngày mai em chốt đơn luôn nha chị ơi. Bình thường em like tới 2 ngày lần chị ơi. Em like 2 ngày nha. 33.000 ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 33. Mango 33.000 giùm em với nha. Lấy mango thì chốt lên giùm em mã 33 mấy chị. Mango 33.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em với nha. Em toàn mảnh nhí xanh mấy chị ơi. Nhí xanh giùm em với nha. Ai lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em với nè. Nhí xanh này em còn đủ áo mấy chị. Nhí xanh này em còn được 1m2 đủ áo nha. Canh may đen áo thì chốt lên giùm em với nè. Chắc co giãn cho mấy chị luôn. Lấy nhí xanh thì chốt lên giùm em với nha. 1m2. 1m2 19.000. Ai lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 19. Nhí 19.000 giùm em với nha. Lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 19 mấy chị. Nhí 19.000 này. 1m2 19.000 giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 mấy chị ơi, 19.000. Em còn mảnh mango hoa nhí mấy chị ơi, mango hoa nhí nha. Ai lấy mango nhí thì chốt lên giùm em với nè. Mango nhí thì em còn được 1m2 nha, 1m2 mango mấy chị ơi. Lấy mango thì chốt lên giùm em với nha. 1m2 21.000, ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 21 mấy chị. Mango nhí 21.000 giùm em với nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 mấy chị, mango 21.000. Em còn mảnh lụa xích, ai lấy xích thì chốt lên giùm em với nha. Xích lên đồ pyjama mấy chị, lụa xích nha. Lấy lụa xích thì chốt lên giùm em với nè. Chết rồi, tức lưng. Tức cái lưng giả men luôn. Chết rồi. Ngồi không được. Lụa xích mấy chị ơi, lụa xích giùm em với nha. Lụa xích này em còn được 2m rưỡi. 2m rưỡi lụa xích chắc 75D co dạng nhẹ cho mấy chị nha. Ai lấy xích thì chốt lên giùm em với nha. Mấy chị ơi, 2m rưỡi nè. 2m rưỡi này là 43.000, ai lấy xích thì chốt lên giùm em mã 43. Xích 43.000 giùm em với nha. Lấy xích thì chốt lên giùm em mã 43 mới chạy 43.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 43. 43.000 giùm em với nha. Xích 43.000 mới chạy. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 43. Em còn mảnh lá nha. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em với nè. Lá mấy chị, von lá nha. A à, lấy von lá thì chốt lên giùm em. Em chào chị Nguyễn Mỹ Loan này. Von lá này em còn được 3m mấy chị ơi, 3m von lá nha. Ai lấy lá thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi, 3m. Lá lên đầm Messi mấy chị ơi, rất là xinh luôn, 3m lá nha. 3m 45.000, ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 45. Lá 45.000 giùm em với nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 45 mấy chị, lá 45.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 45. 45.000 giùm em với nha, mọi cổ, mọi tay, mọi lưng. Lấy thì chốt lên giùm em mã 45 mấy chị ơi, 45.000. Em còn mảnh thô mấy chị ơi, thô chữ nha. Ai lấy thô chữ thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. Thôi chữ này em còn đủ áo nè, 1m thô nha. Ai lấy thô thì chốt lên giùm em với nha. Lên đồ thắm hút mồ hôi mấy chị. Lấy thô thì chốt lên giùm em với nha. 1m thô mấy chị ơi. 1m này là 16.000. Ai lấy thô thì chốt lên giùm em mã 16 nha. 1m 16.000 giùm em mấy chị. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 16. Thôi chữ 1m 16.000 giùm em với nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 16 nè. Màu có tầm ướt không? Dạ có nha chị Nguyễn Loan ơi. Có nha chị Mỹ Loan, đây chị. Tầm ướt màu trắng kem nè chị ơi, đây. Tầm ướt trắng kem nha chị ơi. Tầm ướt xanh đen nè.
tầm ướp xanh lá nha chị. Em có tầm ướp xanh đây. Tầm ướp màu rêu nhạt nha chị ơi, tầm ướp màu rêu nhạt này. Tầm ướp màu trắng nữa nha chị. Lấy cái nào thì kèm màu kèm mét lấy giúp em nha chị Mỹ Loan ơi. Tầm ướp em còn được mấy màu đó chị ơi. Thô 16 ngàn mấy chị. Thô 16 ngàn. Thô cứng phải không em? Cái này nó, cái thô này nó không có rủ nhưng mà nó, quên đi, nó rủ nhưng mà nó được mát và lại thấm hút mồ hôi nha chị ơi. Nó không có rủ nhưng mà mát và lại thấm hút mồ hôi nha chị. Với lại cái này em còn được 1 mét thôi. 3 mét, 3 mét tầm ướt trắng cho chị Nguyễn Mỹ Loan này. Chị lấy màu nào nữa không chị ơi? Lấy màu nào nữa thì chị chốt lên đi để em cắt cho chị luôn nha. Mai em chốt đơn nha chị ơi. Thôi em có vài mảnh đó thôi chị à, Nguyễn Trăng ơi. Thôi em có được 1-2 mảnh đó chị. Mà nó lạc chỗ đi đâu thì em cũng nhớ nữa. Thôi hả? Hình như em hết rồi chị ơi. Thôi em bán hết rồi, em còn được có 1 mảnh đó à. Ở trong hàng kiện lâu lâu nó lên, nó lọt vô vài mảnh thôi chị ơi. Chứ nó không có nhiều đâu chị. Dạ ok chị Nguyễn Mỹ Loan nè. Chọn thêm đi chị Nguyễn Mỹ Loan ơi. Trời ơi tầm ướt còn nhiều mà. Tám mét rưỡi. Gì vậy? Sao bự quá em? Em còn mảnh lụa đốm với chị. Lụa đốm giùm em với nha. Lụa đốm này em còn được 1m2 này. 1m2 lụa đốm. Ai lấy đốm thì chốt lên giùm em với nha. Canh may lên đồ ăn với chị đưa gần màu rêu. Đây chị ơi, tầm ướt màu rêu giùm em nha chị. Tầm ướt màu rêu y chang trên like luôn nha chị Mỹ Loan ơi. Cái đây tầm ướt này ở trên like y chang luôn nha chị ơi. Lấy đi kèm mét lên giùm em với nha. 22 ngàn mấy chị ơi, lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 22 nha. Đốm 22 ngàn 1m2 mấy chị. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 22. 22 ngàn giùm em với nha. Em còn mảnh von lá xanh mấy chị. Von lá xanh giùm em với nha. Ai lấy lá xanh thì chốt lấy giùm em với nè. Lá xanh này em còn được 3m2 nha. 3m2 lá xanh lấy hết thì chốt không thì chia đôi ra giùm em mấy chị. Walter nha. Walter lá mấy chị ơi, 3m2 lấy hết thì chốt không thì chia đôi ra giùm em với nha. Tơ siêu nhẹ cho mấy chị luôn. 3m2 31 ngàn. Ai lấy tơ thì chốt lấy giùm em mã 31. Tơ 31 nha giùm em với nha. Lấy Walter thì chốt lấy giùm em mã 31 mấy chị. Tơ 31 ngàn này. Lấy thì chốt lấy giùm em với nha. Em còn mảnh nhí mấy chị. Nhí giùm em với nha. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em với nè. Nhí thì em còn được 1 mét đủ áo mấy chị. Canh may lên áo thì chốt lấy giùm em với nha. 1 mét nhí nè. 1 mét này là 18 ngàn mấy chị. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 18 nha. 1 mét 18 ngàn giùm em. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 18. 18 ngàn mấy chị ơi. 18 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 18. Cái lấy gì quên rồi. Mango hoa mấy chị ơi, mango hoa giùm em với nha. Ai lấy mango hoa thì chốt lấy giùm em với nè. Mango hoa rơi mấy chị. Mango hoa rơi này em còn được 1m1 mấy chị ơi. 1m1 mango nha. Lấy mango hoa thì chốt lấy giùm em 1m1. 1m1 20 ngàn. Ai lấy mango thì chốt lấy giùm em mã 20. Mango 20 ngàn giùm em với nha. 1m1 20 ngàn mấy chị. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 20. Mango 20 ngàn giùm em với nha. Lấy thì chốt lấy giùm em với nè. Em còn mảnh á. Sao cuốn gì vậy? Em còn mảnh lụa họa tiết mấy chị ơi. Lụa họa tiết giùm em với nha.
Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nè. Lù họa tiết mấy chị chấm 100D coi dạng như mấy chị luôn. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. Họa tiết này em còn được 3m2 mấy chị, 3m2 họa tiết nha. Lấy hết thì chốt không thì chia đô ra giùm em với nha. Họa tiết chắc coi dạng nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha. 3m2 3m2 54.000 mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt luôn, ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 54 nha. 3m2 54.000 lấy thì chốt lên giùm em mã 54 mấy chị. 3m2 54.000 giùm em với nha. Mango họa tiết mấy chị ơi, mango họa tiết nha. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em với nè. Mango họa tiết thì em còn được 1,5m nha. 1,5m mango mấy chị ơi, lên đồ rất là sang luôn. Lấy mango thì chốt lên giùm em với nha. 1,5m mango. 1,5m 31.000. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 31 nha. Mango 31.000 giùm em với nha. Lấy mango họa tiết thì chốt lên giùm em mã 31 mấy chị. Mango 31.000. Em chào chị ạ, Linh Trần nè. Mango 31.000 mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 giùm em với nha. 31.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31 mấy chị. Em còn mảnh lụa hoa nè. Thân đúng vậy. Em còn được 1,8m mấy chị ơi. Số phận đền đã an bài rồi. 1,8m mấy chị ơi, 1,8m lụa hoa nha. Tìm giúp chị mảnh mango mây bộ. Là chị muốn màu hay là họ tiết chị à, Vũ Loan ơi, màu hay họ tiết chị? Họ tiết thì chị chọn, xem like chọn với chị. Còn màu, màu em còn có mấy màu này ở trên like này chị ơi. Mấy màu nè. Đâu mango đâu. Mango xanh đen hết rồi. Em còn phải mango xanh đen nè chị. Màu là mango xanh đen này, em còn đúng một màu này thôi chị. Còn mango họa tiết thì chị xem like chọn giùm em với nha chị ơi. Với lại hàng kiện á chị ơi, hàng kiện mango ít lắm chị. Hàng kiện thì lâu lâu mới có một hai mảnh mango thôi nha chị ơi. Mà mango đổ bộ chắc hiếm thôi chị. Hôm qua giờ em like nó cũng hết rồi chị ơi. Ai lấy lụa hoa thì chốt lấy giùm em với nha. 1,8 lụa hoa này. 1,8 30.000 nha. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 30 mấy chị. Lụa hoa 30.000 nha. Lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 30. Hoa 30.000 giùm em với nha. Hoa 30.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em với nha mấy chị ơi. Lấy thì chốt lên giùm em với nè. Ôi trời ơi. Em còn mảnh lụa họa tiết mấy chị ơi, lụa họa tiết. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em với nha, họa tiết mấy chị. Họa tiết thì em còn được 2,5m này, 2,5m họa tiết chắc co dạng cho mấy chị nha. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi, 2,5m họa tiết này. 2,5m này là 36.000 mấy chị. Măng gù vậy là hết rồi á. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 36 nha. 2,5m 36.000 giùm em với nha. Măng gù 36, lộ họa tiết 36 nha mấy chị. Lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 36 nha. Em còn mảnh mango nhĩ đen mấy chị ơi, mango nhĩ đen nha. Mango nhĩ đen này em còn được 2m, 2m mango nhĩ nha. Lấy mango nhĩ thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi, lên đồ cho bà cho mẹ cũng được nè. Lấy mango nhĩ thì chốt lên giùm em với nha, 2m mango mấy chị. 2m này là 33.000, ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 33. Mango 33.000 giùm em với nha. Mango 33.000 mấy chị. Lấy mango nhĩ thì chốt lên giùm em mã 33. 33.000 giùm em với nha. Mango 33.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33 nha mấy chị. Em còn mảnh mango bi mấy chị ơi, mango bi nha. Mango bi này em còn được 1,5m nè. 1,5m mango mấy chị ơi, lên đồ cho bà cho mẹ cũng được nha. Lấy mango bi thì chốt lên giùm em với nha mấy chị. 1,5m này là 31.000, a à, lấy mango thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 mango bi giùm em với nha. Mango bi 31.000 nè. A à, lấy thì chốt lên giùm em mã 31 nha.
mấy chị không chốt được em nghỉ nha mấy chị ơi. Mai em chốt đơn mấy chị nhớ canh điện thoại nghe máy giùm em với nha. Mai em chốt đơn mấy chị. Cảm ơn mấy chị ủng hộ em nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nè. Bye bye mấy chị nha.